Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 235. Sớm không bảo trì, muộn không bảo trì, cố tình lại chọn đúng lúc này. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Diệp Huyên, ai nấy đều thầm nhủ tên này sắp toi rồi. Diệp Huyên cười hỏi, có thật là cần bảo trì ngay lúc này sao cô nương? Tử Quân chỉ lẳng lặng nhìn lại. Nàng ta không ngu. Làm sao có thể không nhận ra người này không hề đơn giản cho được. Đã có thể luyện được cổ chiến thể, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hắn rất có thể là người của Cổ Tông. Cổ Tông. Nghĩ đến đây, Tử Quân đã làm ra quyết định. Cổ Tông vào thời đại cổ vẫn còn có mặt quả thật là rất mạnh, không thua kém gì đế quốc Nguyên, nhưng hiện nay. Nàng ta thu hồi suy nghĩ, nói, hôm nay bảo trì. Mời Diệp công tử xuống khỏi đài tỷ võ. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Rồi nhấc chân đi xuống. Những người ở dưới đều dõi theo, bởi họ biết chỉ cần hắn rời khỏi võ đài thì chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Huyên nhanh chóng đi xuống, vừa rời khỏi đài tỷ võ đã bị hàng trăm luồng thần thức khóa chặt lại. Thu Nguyên siết chặt tay phải, nhưng còn chưa ra tay thì đã nghe một tiếng cười khẽ bật lên bên tai, Thu Nguyên. Người có giỏi thì đụng đến hắn thử xem. Mọi cái đầu đồng loạt quay về phương hướng đó. Chỉ thấy một cô gái đang thong dong bước tới. Chính là Cổ. Đồng tử Thu Nguyên rụt lại khi nhìn thấy nàng ta Cổ. Cổ. Cái tên này khiến những người khác nhíu mày, bởi vì chưa ai từng nghe qua. Nhưng Tử Quân lại biến sắc kịch liệt. Cổ. Chính là người đứng đầu thời cổ đại. Một nhân vật kinh khủng từng dám so tài với chủ nhân bút đại đạo. Nàng ta chưa chết ư. Cổ chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, khẽ cười cười mà nhìn Tử Quân, sau đó vung tay đấm sang bên phải. Quỳnh, toàn bộ đài tỷ võ vỡ vụn. Mọi người, Cổ nhếch mép nói với Tử Quân, bảo trì gì nữa, xây một cái mới chẳng phải tốt hơn sao. Sắc mặt xa sầm, Tử Quân trợn mắt nhìn lại. Cổ cong môi, nhìn nữa là ta móc mắt. Tử Quân, Cổ, ngươi. Cổ bất thình lình vung rìu ra. Tử Quân biến sắc, muốn ra tay phản lại nhưng cây rìu kia chợt tăng tốc. Phập. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng sắc lạnh lóe qua trên mắt Tử Quân. Một dòng máu tươi phun ra. Đôi mắt nàng ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những người khác biến sắc, vội vàng thối lui để tránh bị liên lụy. Sắc mặt Tử Quân trắng bệch ra, không ngừng lùi bước. Trong đầu không hề có suy nghĩ phản kháng. Bởi vì kia là Cổ. Là siêu cường giả thời kỳ cổ đại, người đứng đầu bảng hoang cổ năm ấy, tung hoành vũ trụ tứ phương, gần như vô địch. Cổ lạnh lùng liếc nhìn Tử Quân rồi quay sang Thu Nguyên, thấy sắc mặt ông ta cũng trầm trọng vô cùng. Năm ấy đế quốc Nguyên từng có mâu thuẫn với Cổ Tông, suýt nữa còn phát động chiến tranh. Chỉ bởi vì Cổ quá mức kinh khủng. Khi ấy chỉ có đế quốc Nguyên có khả năng đối đầu với Cổ Tông, vì vậy mâu thuẫn giữa hai bên thường xuyên nổ ra. Nếu không phải vì trêu vào chủ nhân bút đại đạo thì một trong hai bên, Cổ Tông và đế quốc Nguyên, chắc chắn phải chết. Hôm nay gặp lại, nói Thu Nguyên không kiêng dè Cổ là giả. Nhưng ông ta cũng vô cùng khó tin, không biết vì sao nàng ta còn có thể xuất hiện ở đây. Chẳng phải đã bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn rồi sao? Chỉ nghe Cổ cười, nghe nói Thu Nguyên ngươi muốn đánh Diệp công tử nhà ta đúng không? Lên đi, đánh đi. Nhà ta. Diệp Huyên nghe vậy không khỏi nhìn Cổ với vẻ quái dị. Sắc mặt những người khác cũng ngộ nghĩnh không kém. Sao nghe có vẻ như địa vị người này còn cao quý hơn nàng ta? Thu Nguyên nhìn Diệp Huyên, thì ra ngươi có người chống lưng, chẳng trách sao lại lớn lối đến vậy. Nói rồi xoay người đi. Ông ta biết. Chừng nào Cổ còn ở đây, bọn họ không giết được Diệp Huyên. Nào ngờ Cổ lại nói, ta đã cho ngươi đi chưa? Sau đó vung tay đấm ra, Thu Nguyên biến sắc, xoay người đáp lại bằng cú đấm. Quả đấm mang theo khí thế của thiên quân vạn mã ùa tới khiến những người xung quanh không ngừng lùi lại. Tiếng nổ đỉnh tai vang lên, Thu Nguyên thối lui hơn vạn trượng. Cổ đang định tiếp tục ra tay thì thấy ba cường giả bí ẩn mặc giáp vàng xuất hiện trước mặt. Nàng ta nhếch mép khinh thường, cái thá gì chứ? Sau đó vung tay lên. Quỳnh. Ba thị vệ kia bị đập nát trong chớp mắt. Thoáng cái giết sạch.
hình ảnh khiến những người khác kinh hãi không thôi. Thu Nguyên lạnh lùng trừng mắt, chỉ thấy cổ nhấc chân, từng bước đi đến đều tỏa ra uy áp khổng lồ, ập về phía ông ta như thác lũ. Đôi mắt long lên dữ tợn, Thu Nguyên bước tới trước, tỏa ra khí thể sát phạt mãnh liệt như núi lửa. Chống lại bên kia. Nhưng khí thế sát phạt này vừa mới chạm phải thế của cổ đã bị chẻ đôi. Quỳnh. Thu Nguyên bị luồng thế kia chặn lại, không cho động đậy. Cổ lại bước tới trước. Quỳnh. Thu Nguyên khuỵu xuống, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Mặt ông ta vặn lại đầy dữ tợn, muốn phản kháng nhưng bị luồng sức mạnh kia ép chặt. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện trước mặt Thu Nguyên. Ầm. Nó vừa xuất hiện đã khiến khí thế của cổ bị đẩy lui. Nàng ta quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên đang đi đến. Người này mặc trường bào vàng óng, bên trên có hình một con rồng khổng lồ. Là Nguyên Đế. Khóe môi cổ nhếch lên khi thấy đối phương, không biết đang nghĩ gì. Đoạn nàng ta lùi lại đến bên Diệp Huyên, nghiêm giọng nói, người này mạnh lắm, ta không giết được. Người mau gọi muội muội đến đánh y đi. Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng bảo, vừa nãy cô không lập tức giết ông ta có phải là đang chờ ông ta gọi người, rồi chờ ta gọi muội muội ra tay không? Cổ chớp mắt, nghiêm mặt nói, ta không phải loại người đó, sao ngươi có thể nghĩ xấu về ta như vậy? Diệp Huyên không nói nên lời. Người phụ nữ này thật là danh mãnh. Hắn cần phải cẩn thận một chút mới được, nếu không có thể sẽ vừa thất thân vừa mất tiền. Xa xa, Nguyên Đế nhìn cổ rồi cười, cổ cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Cổ quan sát Nguyên Đế, lắc đầu cười, Nguyên Đế, năm đó sau khi ông đầu hàng, ta còn tưởng chủ nhân bút đại đạo sẽ giúp ông vượt qua trật tự cảnh, nhưng bây giờ xem ra. Ông ta không làm như thế. Nguyên Đế khẽ cười, tuy không đột phá được trật tự cảnh, nhưng ta được tự do rồi. Không như cổ cô nương, bị nhốt bao nhiêu năm như thế, chắc cảm giác đó cũng không dễ chịu đúng không? Cổ bật cười lớn, bị nhốt thì thế nào? Cổ ta đây thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nguyên Đế nhìn cổ nói, rất có chí khí. Cổ cười bảo, Nguyên Đế, bây giờ ta đang lẻ loi một mình đấy, he he. Nguyên Đế hơi nheo mắt. Sao ông ta lại không hiểu ý của cổ? Bây giờ cổ chỉ có một mình, nếu nàng ta muốn báo thù đế quốc Nguyên thì với đế quốc Nguyên thực sự là một tai họa lớn. Một khi cường giả cấp bậc này không còn gì phải dè chừng nữa rồi làm loạn thì ai có thể ngăn cản được. Lúc này, Nguyên Đế đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên bên cạnh, nếu cổ cô nương bất chấp làm loạn, cô không sợ hắn chết oan uổng sao? Cổ nghiêm nghị nói, ông dám. Nguyên Đế cười khẩy, cổ cô nương còn dám làm loạn thì sao ta lại không dám? Cổ nhìn chằm chằm Nguyên Đế, ta cược ông không dám. Nguyên Đế cười lạnh lùng, vậy cổ cô nương có muốn thử không? Cổ đáp, thử thì thử. Nói xong nàng ta quay người biến mất tại chỗ. Phương hướng chính là đế quốc Nguyên. Thấy cảnh này, Nguyên Đế chợt sững sờ. Mẹ kiếp! Người này định thử thật đấy à? Diệp Huyên ở bên cạnh cảm thấy hơi đau đầu. Nguyên Đế nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta khuyên ông hãy về ngay đi, nếu không có thể nàng ấy sẽ tàn sát cả đế quốc Nguyên của ông đấy. Dược nhân nói, bắt lấy nàng ta. Nói xong ông ta biến mất ở cuối tinh không. Đúng như Diệp Huyên nói, ông ta không dám lãng phí thời gian ở đây, một khi cổ vào đế quốc Nguyên thì sẽ thực sự là kiếp nạn lớn của đế quốc Nguyên. Sau khi Nguyên Đế rời đi, nơi đây chỉ còn lại Diệp Huyên và Thu Nguyên. Thu Nguyên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định ra tay thì Diệp Huyên đã xuất hiện trên đài tỷ thí. Vẻ mặt Thu Nguyên cứng ngắc. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn Tử Quân người đã bị mù, có còn muốn bảo vệ nữa không? Sắc mặt Tử Quân cực kỳ khó coi. Còn bảo vệ? Nếu bảo vệ, một khi cổ quay lại đây. Diệp Huyên quay lại nhìn Thu Nguyên. Nói, đừng nghĩ đến việc lấy lớn hiếp nhỏ nữa. Ta cũng sẽ không đánh ông, nếu đế quốc Nguyên ông có yêu nghiệt thiên tài gì thì bảo họ tới hết đi, tới bao nhiêu cũng được. Thu Nguyên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không nói gì. Đến tố nữ cũng không thể làm gì được Diệp Huyên thì sao thiên tài yên nghiệt của đế quốc Nguyên có thể giết được hắn? Có thể nói, người duy nhất trong thế hệ trẻ có thể giết được Diệp Huyên chỉ có người đứng đầu bảng. Tiếc là hắn ta không lộ diện.
Diệp Huyên đột nhiên nổi nóng, sao ông không nói gì? Sao, đế quốc Nguyên của ông hết người rồi à? Mọi người. Nét mặt Thu Nguyên khó coi cùng cực. Diệp Huyên chỉ vào Thu Nguyên tức giận mắng, lại đây, gọi thế hệ trẻ của đế quốc Nguyên các ông tới đây. Thu Nguyên gằn giọng, người có dám xuống không? Diệp Huyên cười, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ à? Không có cửa đâu. Nói xong hắn khoanh chân ngồi xuống. Thu Nguyên suýt thì tức nổ phổi. Trên đài tỉ thí, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Thực ra hắn cũng muốn đánh với tiểu trật tự cảnh, nhưng hắn biết có thể Thu Nguyên sẽ không đánh một chọi một với hắn, chắc chắn đối phương sẽ lựa chọn đánh hội đồng. Nghĩ đến việc bị đánh hội đồng, Diệp Huyên bèn lắc đầu. Không cậy mạnh vẫn hơn. Thô tục một chút. Thấy Diệp Huyên không xuống, Thu Nguyên vừa giận vừa lo, dường như nghĩ đến gì, ông ta nhìn Tử Quân bên cạnh, Tử Quân lập tức nói ngay ta đã ngủ rồi. Nói xong nàng ta quay người bỏ đi. Nàng ta quyết định không quan tâm nữa. Thấy Tử Quân rời đi, ban đầu Thu Nguyên hơi giật mình, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Tử Quân không quan tâm nữa có nghĩa là bây giờ không còn ai bảo vệ trật tự của nơi này nữa. Mà lúc này Diệp Huyên lại đột nhiên nói, Tử Quân cô nương, nếu cô để ông già này ra tay, vậy thì ta nói cho cô biết từ hôm nay trở đi ngày nào ta cũng sẽ bảo cổ cô nương lên đài tỉ thí quậy phá một lượt. Biểu cảm của Tử Quân cứng đờ. Diệp Huyên lại nói, người khác có thể phá vỡ quy tắc thì sao ta phải tuân thủ quy tắc? Cô thấy sao? Tử Quân dừng bước, quay lại nhìn Thu Nguyên nguyên soái, không được phá vỡ quy tắc. Nếu nàng ta cho phép Thu Nguyên phá vỡ quy tắc thì với tính của Diệp Huyên chắc chắn hắn sẽ bảo cổ kia ngày ngày tới gây rối. Đến lúc đó, bảng cổ võ sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Thu Nguyên nhìn Tử Quân, hôm nay ta nhất định phải đưa người này đi. Tử Quân im lặng, lúc này nàng ta đã thật sự rất khó chịu, Thu Nguyên nguyên soái, đây là quy tắc. Thu Nguyên trầm giọng bảo, Tử Quân cô nương, lão phu không có ý định làm khó cô, nay ta nhất định phải đưa người này đi. Nếu hôm nay đắc tội với cô thì xin thứ lỗi. Nói xong ông ta xuất hiện trên đài tỉ thí. Tử Quân nhíu mày, mà lúc này hơn 10 luồng khí thế cường đại ngăn nàng ta lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên đài tỉ thí, Diệp Huyên cười bảo, nếu hôm nay phá vỡ quy tắc thì sau này còn ai coi trọng bảng hoang cổ của hoang cổ thành nữa. Tử Quân cô nương, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt Tử Quân cực kỳ khó coi. Nàng ta đúng là khổ mà. Nếu không ngăn cản thì sau này sẽ như Diệp Huyên nói, ai còn coi trọng cổ võ thành nữa. Nếu như ngăn cản thì chẳng khác nào chống lại đế quốc Nguyên. Lúc này Diệp Huyên lại nói, Tử Quân cô nương, là đế quốc Nguyên muốn cưỡng ép phả bỏ quy tắc của cổ võ thành, cô sợ cái gì? Cô mới là người có lý. Nếu hôm nay cô ngăn cản họ thì người trong toàn thiên hạ này đều sẽ đứng về phía cô, cảm thấy cô không làm gì sai. Ngược lại sẽ nghĩ rằng đế quốc Nguyên ức hiếp người quá đáng. Nhưng nếu cô không ngăn cản ông ta thì người trong thiên hạ sẽ cảm thấy rằng cổ võ thành của cô sợ đế quốc Nguyên của ông ta, sau này cổ võ thành làm sao sống được trong giang hồ nữa. Làm người thì phải biết đấu tranh, nếu cô không tranh thì sau này cổ võ thành của cô sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được trong giang hồ. Mọi người! Tử Quân nắm chặt hai tay, trên người toát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ. Trên đài tỉ thí, Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì Thu Nguyên đã chợt gần giọng bảo, kiếp sau rồi nói đi. Nói xong ông ta biến mất, tung một quyền về phía Diệp Huyên. Xa xa, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, kiếm thanh huyên trong cơ thể hắn đã khẽ rung lên. Ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm thì một ông lão mặc áo gai đột nhiên xuất hiện trước mặt, ông lão đưa tay phải về phía trước. Hoàng cung! Thu Nguyên bị ấn mạnh xuống đất. Nhìn thấy ông lão áo gai, Tử Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành chủ cũng xuất hiện. Ông lão áo gai này chính là Ma lão, thành chủ của Hoang Cổ Thành. Nhìn thấy ông lão áo gai, Thu Nguyên sầm mặt, ông ta không ngờ Ma lão đã bế quan cả nghìn năm lại xuất hiện vào lúc này. Thu Nguyên trầm giọng gọi, Ma lão. Ma lão khẽ mỉm cười, Thu Nguyên, hơi quá rồi đấy. Thu Nguyên hạ giọng, Ma lão, người này đế quốc Nguyên ta nhất định. Ma lão lắc đầu, ngắt lời Thu Nguyên, ta hiểu ý ngươi, nhưng Thu Nguyên à, đây là hoang cổ thành, nơi này có quy tắc của nơi này, mà bây giờ hắn đang ở bảng hoang cổ,
lại đang ở trên đài tỉ thí, hẳn là ngươi cũng biết quy tắc của Hoang Cổ Thành. Nếu hôm nay Hoang Cổ Thành ta ngồi yên để mặc cho ngươi đưa hắn đi thì từ nay về sau còn ai tuân thủ quy tắc của Hoang Cổ Thành ta nữa. Thu Nguyên im lặng. Ma lão nói tiếp, giống như đế quốc nguyên của ngươi vậy, đế quốc nguyên các ngươi cũng có quy tắc của mình, nếu ta đến phá vỡ quy tắc của các ngươi thì ngươi có đồng ý không? Thu Nguyên khẽ thở dài. Ma lão cười nói, Thu Nguyên, không phải ta muốn làm khó đế quốc nguyên các ngươi, mà là đây là quy tắc, ngươi đừng làm khó chúng ta. Thu Nguyên lắc đầu, sao ta dám? Ông ta có thể phớt lờ tử quân, nhưng không dám phớt lờ mặc kệ ma lão này, bởi ông lão này là một trật tự cảnh thực thụ. Ma lão mỉm cười, cảm ơn đã hiểu cho ta. Nói xong ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, cậu nhóc, cái miệng của cậu rất không tầm thường. Diệp Huyên cười, sao tiền bối không giao ta ra, nể mặt đế quốc nguyên một lần. Ma lão nghiêm nghị nói, ta không phải loại người đó. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc ở đây, trừ khi là người ta không thể đánh lại được. Ông lão vừa nói vừa nhìn Thu Nguyên. Rõ ràng câu này là nói cho Thu Nguyên nghe. Muốn phá vỡ quy tắc. Được thôi. Đánh bại ma lão ta đã. Thu Nguyên nhìn ma lão rồi quay người bước xuống đài tỉ thí. Diệp Huyên cười, tiền bối, vậy ta ngồi ở đây nhé. Ma lão gật đầu, cậu muốn ngồi bao lâu cũng được. Diệp Huyên gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ma lão nhìn Diệp Huyên rồi quay người bước xuống khỏi đài tỉ thí, đi tới trước mặt Tử Quân, nhìn nàng ta đã bị mù mà khẽ thở dài, cô gái này. Tử Quân trầm giọng bảo, là ta không bằng người khác. Ma lão cười, đừng oán trách, cô nên cảm thấy may mắn, nếu là trước đây thì cô đã không chỉ mù thôi đâu, sẽ là thần hồn bị tiêu diệt luôn đấy. Tử Quân im lặng. Ma lão khẽ thở dài, cô gái kia tái xuất giang hồ e là không phải chuyện tốt đâu. Nói xong ông ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, cậu là đồ đệ của cổ cô nương à? Diệp Huyên trên đài tỉ thí mở mắt ra, lắc đầu đáp, không phải. Ma lão trầm giọng hỏi, vậy cậu là? Diệp Huyên cười đáp, ta với nàng coi là bạn bè đi. Bạn bè? Nghe vậy, ma lão sửng sốt. Mà lúc này cổ lại xuất hiện ở đây một lần nữa, đồng thời nguyên đế cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt nguyên đế cực kỳ khó coi. Cổ nhìn Diệp Huyên cười bảo, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta thì có thể có chuyện gì được. Cổ cười, chúng ta đi được chưa? Diệp Huyên chớp mắt, cô định cứ thế cho qua à? Cổ ngẩn ra, sau đó hỏi, vậy ngươi định làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đế quốc ức hiếp người quá đáng, cô có thể nhịn được không? Cổ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi gọi muội muội thì hôm nay ngươi muốn chơi đế quốc nguyên thế nào ta cũng chơi cùng ngươi tới cùng. Nếu ngươi không gọi, vậy ta đề nghị chúng ta nên khiêm tốn trước đã. Bọn chúng thực sự rất đông, ta dẫn theo ngươi, nói thật thì ta hơi sợ. Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm. Cổ nói năng chẳng tinh tế gì cả. Lúc này nguyên đế bỗng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong ông ta quay người bỏ đi. Ông ta biết có cổ ở đây, ông ta không thể giết được Diệp Huyên. Cổ ở bên cạnh kéo ống tay áo Diệp Huyên hỏi, cứ thế để ông ta đi à? Diệp Huyên nhìn cổ, cười hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Cổ nghiêm túc nói, gọi muội muội ngươi đánh ông ta. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, cổ cô nương, cô đã giúp ta rất nhiều, mà ta cũng đã cứu cô, chúng ta coi như hòa nhau. Cô thấy sao? Nghe thế, cổ ngẩn ra. Diệp Huyên cười, cổ cô nương, thật ra ta rất tôn trọng cô, vì ta cảm thấy cô là một người rất thông minh. Nhưng hình như cô luôn coi ta là kẻ ngốc, hay là cô thấy ta dễ bị lừa. Cổ nhìn Diệp Huyên, nụ cười trên mặt dần biến mất. Diệp Huyên mỉm cười, thứ cho ta nói thẳng, nếu chuyện gì ta cũng phải gọi muội muội thì ta bảo cô đi theo ta làm gì? Làm bình hoa à? Vừa nói hắn vừa cất kiếm đi, cổ cô nương, chúng ta chia tay trong vui vẻ đi, sau này có duyên sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đương nhiên là hắn tức giận. Từ khi ra tay đến giờ, cổ vẫn luôn tính kế hắn. Ban đầu, cổ không giết Thu Nguyên ngay là muốn lợi dụng Thu Nguyên dẫn Nguyên Đế ra, sau đó mượn tay Thanh Nhi giết Nguyên Đế. Diệp Huyên không ngốc, sao lại không hiểu thủ đoạn này?
mà vừa nãy, nàng ta lại dục hắn gọi muội muội hết lần này đến lần khác. Như hắn nói, nếu lão tử thực sự muốn ngồi mát ăn bát vàng thì còn bảo cô đi theo làm gì? Để lãng phí thời gian à? Điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất là cổ luôn muốn mượn tay Thanh Nhi để giết người. Thật sự coi Diệp Huyên hắn là kẻ ngốc đấy à? Nhìn Diệp Huyên rời đi, cổ im lặng hồi lâu rồi cũng biến mất. Sau khi hai người rời đi, ma lão ở bên cạnh nhẹ giọng nói, Diệp công tử này không đơn giản, điều tra đi. Người áo đen phía sau ma lão cung kính hành lễ, tuân lệnh. Nói xong hắn ta biến mất. Ma lão nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi hoang cổ thành, hắn tìm đến một tinh không chết chóc rồi khoanh chân ngồi xuống. Cảnh giới. Hắn phát hiện khuyết điểm của mình bây giờ chính là cảnh giới. Thiên đạo cảnh là quá thấp. Phải nghĩ cách đạt đến nhân gian cảnh. Mà muốn đạt tới nhân gian cảnh trước hết phải đạt tới thiện ác cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên gọi, tiểu bút. Bút đại đạo nói, muốn nâng cao cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, ta phải làm sao mới có thể đạt được đến thiện ác cảnh. Bút đại đạo im lặng một lúc rồi đáp, ngoài phương pháp tu luyện thì còn phải có tiền. Diệp Huyên trầm giọng bảo, ta có tiền, nhưng phương pháp tu luyện. Bút đại đạo nói, ta không có. Mặt Diệp Huyên lập tức tối đen, sao huynh lại không có? Bút đại đạo thấp giọng thở dài, ta chỉ là một cây bút. Vẻ mặt Diệp Huyên đông cứng. Lúc này bút đại đạo lại nói, ta biết ai có. Diệp Huyên vội hỏi, ai? Bút đại đạo thấp giọng bảo, thiện ác thiên đạo, nàng ấy điều khiển thiện ác đạo, thực lực vô cùng lợi hại. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nàng ấy là thiện ác cảnh. Bút đại đạo bảo, nàng quản lý thiện ác đạo nhưng không phải thiện ác cảnh, phải biết rằng thiên đạo cũng biết tự mình tu luyện mà. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, ta và chủ nhân bút đại đạo đã thế này rồi, nàng ấy có giúp ta không? Bút đại đạo thở dài, đại ca, chủ nhân không định làm gì cậu cả. Còn mấy người của pháp giới kia, cậu đừng để ý đến mấy tên ngốc đó, bọn họ chỉ luyện chế đan dược thôi. Diệp Huyên hạ thấp giọng hỏi, ý huynh là chúng ta đi tìm thiện ác thiên đạo. Bút đại đạo trả lời, đúng thế. Cậu yên tâm, chúng ta đi tìm nàng ấy chắc chắn nàng ấy sẽ giúp. Diệp Huyên không hiểu hỏi, vì sao lại giúp? Bút đại đạo cười, nàng ấy vẫn sẽ nể mặt tiểu bút ta. Diệp Huyên im lặng. Tiểu bút nói như vậy khiến hắn chợt thấy hơi hoảng sợ. Nể mặt tiểu bút. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Tiểu bút không hề có thể diện gì ở đạo môn cả, còn chẳng đáng tin bằng tiểu tháp. Lúc này tiểu bút chợt hỏi, có phải cậu không tin ta không? Diệp Huyên thành thật gật đầu. Tiểu bút nổi đoá, thế mà cậu lại không tin ta. Ta là bút đại đạo đấy, ta. Diệp Huyên thở dài, đi thôi, đi tìm thiện ác thiên đạo. Tiểu bút cười, cậu yên tâm, lần này chắc chắn không khiến cậu thất vọng đâu. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn đứng dậy định đi, mà lúc này cổ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cổ, Diệp Huyên cau mày. Cổ mỉm cười, ta xin lỗi. Diệp Huyên nhìn cổ, không lên tiếng. Cổ đi đến trước mặt Diệp Huyên, nghiêm túc nói, ta thừa nhận ta thực sự muốn mượn tay muội muội ngươi để giết Nguyên Đế, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ đế quốc Nguyên. Diệp Huyên lắc đầu, cổ cô nương, cô không hiểu muội muội ta, nếu muội muội ta thật sự tức giận thì đừng nói là đế quốc Nguyên, đến cô muội ấy cũng sẽ giết luôn đấy. Cổ nín thinh. Diệp Huyên thở dài khe khẽ, cô đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta rất cảm kích, nhưng những việc làm sau này của cô khiến ta hiểu được. Cô đi theo ta là muốn lợi dụng ta. Đương nhiên ta cũng có thể hiểu, dù sao một cường giả như cô đi theo ta không thể cứ đi theo không như vậy được. Nhưng vì sao cô không nhìn xa hơn một chút, vũ trụ tứ phương này có là gì? Cổ thở dài. Diệp Huyên lại nói, còn một điều nữa, ta vừa nói rồi, tính của muội muội ta rất khó ưa. Cô tính kế muội ấy thật sự là đang tự tìm cái chết, biết không? Cổ gật đầu, ta biết sai rồi. Diệp Huyên hơi cạn lời. Thái độ nhận sai của người phụ nữ này thật sự là không còn gì để nói. Cổ lại nói, ta không coi ngươi là kẻ ngốc, thật đấy. Còn Nguyên Đế kia, ta
ta muốn ông ta chết vì năm xưa sau khi ta bị chủ nhân bút đại đạo trấn áp thì ông ta đã nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nàng ta lại khẽ thở dài, như ngươi nói, là ta hạn hẹp quá. Đúng là ta không nên chỉ nhìn cái trước mắt, mà hiện giờ ta cũng đã hiểu ý của ngươi, biết ngươi muốn dựa vào chính mình vậy nên sau này ta sẽ không dở những thói khôn vặt đó nữa. Ngươi hãy tin ta đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, cổ cô nương còn muốn đi theo ta nữa không? Cổ lập tức nói ngay, đương nhiên, ngươi đã cứu ta mà, ân tình này đâu có dễ trả. Diệp Huyên nhìn cổ không nói gì. Cổ cười gượng, thật ra ta muốn sau này nhờ muội muội ngươi dẫn dắt. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi bảo, vậy cô gia nhập thư viện quan huyên của ta nhé, thế nào? Cổ vội vàng đáp, không thành vấn đề. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Lúc này cổ đột nhiên nói, ta đề nghị chúng ta hãy rời đi một thời gian. Diệp Huyên hơi nhíu mày, là thế nào? Cổ thấp giọng giải thích, pháp giới đã bắt tay với đế quốc Nguyên rồi. Hai nơi này liên thủ với nhau không phải thế lực mà hai chúng ta hiện giờ có thể chống lại được, dù sao bọn chúng cũng rất đông. Diệp Huyên trầm giọng bảo, khiêm tốn phát triển à? Cổ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nói, ta muốn đạt đến nhân gian cảnh. Cổ quan sát Diệp Huyên, đang định nói thì đúng lúc này một giọng nói vang lên, sợ là ngươi không có cơ hội này đâu. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, ở nơi không xa có một người phụ nữ chậm chậm bước tới. Người này chính là pháp thần của pháp giới. Bên cạnh pháp thần còn có một người đàn ông trung niên. Nguyên đế. Ngoài ra còn có một ông lão mặc áo bào đen. Ông lão này cũng là một cường giả trật tự cảnh. Ba trật tự cảnh. Thấy đội hình này, mặt Diệp Huyên tối sầm lại. Pháp thần nhìn Diệp Huyên ở phía trước không xa, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta rồi quay sang hỏi cô có thể đánh được mấy người? Cổ suy nghĩ một chút rồi đáp, ba người. Nghe thế, Diệp Huyên sững sờ. Cổ chớp mắt, ngươi cho rằng ta đang nói khoác à? Diệp Huyên gật đầu, có chút. Cổ bật cười lớn tiếng, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Nói xong nàng ta nhìn ba người phía xa, cười bảo, ba người các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, nét mặt ba người phía Nguyên Đế đều âm trầm lạnh lùng. Pháp thần gằn giọng cổ, có phải ngươi quá coi trọng mình rồi không? Ngươi! Lúc này cổ đột nhiên cười khinh bỉ, nói nhảm cái gì? Nói xong nàng ta biến mất tại chỗ. Phụt! Thời không trước mặt ba người phía Nguyên Đế bất chợt nứt ra. Thấy cổ trực tiếp công kích, đám Nguyên Đế đều trở nên âm trầm nham hiểm. Một đánh ba. Đúng là điên cuồng. Quá thiếu tôn trọng họ. Ba người không nhiều lời nữa, cùng nhau ra tay. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, ba luồng sức mạnh cường đại bùng phát ra từ nơi này. Đùng đoàng. Giờ phút này, tinh vực xung quanh đều bị tiêu diệt. Hàng triệu tinh vực trong nháy mắt trở nên đen kịt, bốn lực lượng cường đại đổ ập về bốn phía như thác lũ, Diệp Huyên liên tục lùi về phía sau, tuy có cổ chiến thể nhưng bốn lực lượng bộc phát ra thực sự quá mạnh, vì thế hắn vẫn hơi chật vật. Sau khi lùi lại mấy vạn trượng Diệp Huyên mới dừng lại, hắn nhìn về phía trước, lúc này đập vào mắt hắn là một màu đen kịt, không chỉ vậy còn có vô số lực lượng cường đại đang điên cuồng đổ dồn về tứ phía. Trật tự cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị. Hắn lại một lần nữa được thấy uy lực của trật tự cảnh, thật sự không phải điều mà cường giả dưới trật tự cảnh có thể địch lại nổi, ngay cả hắn có huyết mạch đặc thù và kiếm thanh huyên cùng cổ chiến thể cũng không thể địch lại được cường giả trật tự cảnh chân chính. Quá đáng sợ. Lúc này ánh mắt Diệp Huyên trở nên nóng rực. Hắn muốn đạt đến trật tự cảnh. Đây mới là cường giả tuyệt thế chân chính. Mà lúc này tiểu bút chợt lên tiếng, đừng kinh ngạc. Khi cậu đạt đến trật tự cảnh sẽ lại gặp cường giả đáng sợ hơn thôi. Khi đó cậu vẫn sẽ như bây giờ, lại bị đánh không thể đáp trả. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức đen xì. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên chợt nhìn về phương xa, ở nơi sâu trong tinh không đen kịt, cổ ngạo nghễ đứng đó, trước mặt nàng ta không xa là ba người phía pháp thần. Lúc này sắc mặt ba người họ đều cực kỳ nặng nề. Cổ nhìn ba người, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, cổ ta cho dù bị trấn áp hàng triệu năm cũng không phải người mà đám rác rưởi các ngươi có thể so sánh được. Đừng nói là ba người các ngươi,
cho dù thêm 10 người nữa, ta cũng chẳng sợ. Nói rồi một luồng khí thế khủng khiếp quét ra từ cơ thể nàng ta. Uy áp mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể cổ như làn sóng thủy triều, chỉ riêng luồng khí thế và uy áp này thôi đã đủ tạo nên cảm giác áp bức mạnh mẽ cho ba người phía pháp thần. Biểu cảm của cả ba lúc này đều đồng loạt thay đổi. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Theo như họ nghĩ, cổ bị trấn áp nhiều năm như vậy chắc chắn thực lực sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng họ không ngờ là người phụ nữ này bị trấn áp bao nhiêu năm mà thực lực không chỉ suy yếu, ngược lại còn trở nên mạnh hơn. Khó tin. Ba người nhìn nhau, giây sau đó, cả ba cùng biến mất. Không thể để cổ sống. Đây là suy nghĩ của ba người lúc này. Thấy ba người ra tay, trong mắt cổ thoáng qua vẻ khinh thường, nàng ta xoay cổ tay, chém xuống một rìu. Phập! Trước chiếc rìu này, thời không vô tận mỏng manh như tờ giấy, bị xé nát ngay trong nháy mắt, cùng lúc đó một luồng rìu mang phun ra như núi lửa phun trào từ trước mặt cổ. Bùm! Trong nháy mắt, ba người phía pháp thần liên tục lùi lại cả mấy trăm nghìn trượng. Nhưng họ còn chưa dừng lại thì cổ đã lại xông tới trước mặt họ, nàng ta nhảy lên, hai tay giơ rìu lên cao rồi chém xuống. Nhát chém này khiến vô số phù văn màu vàng bí ẩn tuôn ra từ trên đỉnh rìu, toàn bộ tinh vực bị phá hủy bỗng chốc bùng cháy. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Huyên tràn đầy kinh hãi. Tinh vực đã bị phá hủy nhưng giờ khắc này lại vẫn có thể bốc cháy. Tại sao? Lúc này Tiểu Bút kinh ngạc cảm thấy, cổ cô nương này, đỉnh thật. Diệp Huyên trầm giọng bảo, như thế nào? Tiểu Bút giải thích, chắc cậu không biết, sau khi tinh vực bị phá hủy tương đương với trở thành trạng thái hỗn độn, sau khi vào trạng thái hỗn độn thì sẽ được pháp tắc đại đạo của chủ nhân bảo vệ. Tuy đã bị phá hủy nhưng bản chất của vũ trụ này vẫn còn. Mà cổ cô nương chém rìu xuống không chỉ phá hủy sức mạnh pháp tắc đại đạo của chủ nhân mà còn phá luôn bản chất của vũ trụ này. Nàng ta phải mạnh nhường nào mới có thể làm được chứ? Ta đoán cổ cô nương này đã đạt đến trật tự cảnh đỉnh cao rồi, là kiểu cực hạn rồi đó, ở vũ trụ tứ phương này nàng ta thực sự đã là người lợi hại nhất rồi. Diệp Huyên nhìn nơi xa, cổ và ba người phía pháp thần đã bắt đầu chiến đấu. Một địch ba. Không chỉ vậy, nàng ta còn áp chế cả ba người. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng thật lòng khen ngợi, thật lợi hại. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được mình vẫn còn thiếu sót. Thiên đạo cảnh. Không được. Vẫn còn kém xa lắm, ngoài tam kiếm ra trên đời vẫn còn quá nhiều người có thể đánh bại hắn. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang kéo suy nghĩ của Diệp Huyên trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, chỉ thấy pháp thần đã bị một rìu của cổ đánh bay cả mấy trăm nghìn trượng. Khóe miệng pháp thần đã rỉ máu. Trong ba người, cường giả của pháp thần là thấp nhất. Nhưng nàng ta là pháp tắc, hơn nữa còn là người đứng đầu pháp tắc vũ trụ này, vì thế sức chiến đấu của nàng ta là vô cùng gần với đại trật tự cảnh. Đối mặt với trật tự cảnh bình thường, nàng ta không yếu chút nào. Nhưng người trước mặt nàng ta là cổ. Cho dù ba đánh một thì nàng ta cũng là người thất bại đầu tiên. Pháp thần nhìn chằm chằm cổ ở nơi xa, trong mắt đầy vẻ hung dữ, nàng ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này. Bị người khác đánh không thể đánh trả. Tất nhiên, nàng ta vẫn thấy bất lực nhiều hơn. Bất lực sâu sắc. Nàng ta đã cố hết sức nhưng vẫn không làm gì được cổ. Như nghĩ tới điều gì, pháp thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên đang xem chiến phía xa, cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, Diệp Huyên nhíu mày, không phải là nàng ta không đánh lại được cổ nên định đánh hắn đấy chứ. Lúc này pháp thần đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó đi thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Chết tiệt! Chỉ biết lớn ăn hiếp bé. Mẹ kiếp! Thứ không nói lý lẽ. Thấy pháp thần lao tới, đương nhiên Diệp Huyên sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn xòe tay kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Một giây sau huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn được kích hoạt, đồng thời kiếm ý nhân gian cũng điên cuồng dâng trào. Tuy pháp thần bị cổ đánh bại, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể đánh bại được nàng ta. Vì vậy hắn phải dốc hết sức mình. Lúc này pháp thần đã tới trước mặt hắn. Trong mắt Diệp Huyên hiện lên vẻ dữ dằn, hắn chém ra một nhát. Phập! Kiếm quang màu máu bắn ra như thác nước. Mà lúc này pháp thần đưa tay phải về phía trước, pháp ấn tuôn ra.
Ầm, kiếm quang màu đỏ lập tức vỡ tan. Diệp Huyên bị đẩy lui cả trăm nghìn trượng, hắn vừa mới dừng lại thì trên người đã xuất hiện vô số vết thương nhỏ, máu chậm rãi tràn ra. Ngay cả cổ chiến thể cũng không chịu nổi uy lực của pháp thần. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ khó coi. Nơi xa, pháp thần nhìn về phía Diệp Huyên, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, đồ sâu bỏ. Nói rồi nàng ta định ra tay lần nữa, nhưng lúc này một chiếc rìu đã phá không bay đến. Đồng tử của pháp thần co rụt lại, hai tay nàng ta khép lại, pháp thuẫn xuất hiện trước mặt nàng ta. Bùm! Pháp thuẫn vỡ tan tành, pháp thần bị hất văng ra xa hàng trăm nghìn trượng. Lúc này cổ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát hắn rồi cười hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lau vết máu ở khóe miệng, lắc đầu nói, vẫn ổn. Cổ cười nhẹ, quay đầu nhìn pháp thần, người có muốn đánh với ả tiếp không? Diệp Huyên nhìn pháp thần, có. Cổ gật đầu, cố lên. Nói xong nàng ta bay tới chỗ hai người phía Nguyên Đế. Diệp Huyên nhìn pháp thần phía xa xa, mặc dù đòn vừa rồi của pháp thần khiến hắn bị thương nặng, nhưng cũng khiến hắn hiểu được không phải hắn không thể đánh được đối phương. Huyết mạch của Diệp Huyên đột nhiên sôi trào. Ầm. Sức mạnh dồi dào không ngừng tập trung trên người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn pháp thần nơi xa, trong mắt hiện lên sự hung dữ, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Phập. Tinh không đột nhiên bị một luồng kiếm quang màu máu chém rách. Khóe miệng pháp thần lộ ra vẻ khinh thường, nàng ta giơ tay tung ra một quyền. Bùm. Quyền ấn màu vàng quét tới, đánh thẳng vào kiếm quang kia. Đoàng. Kiếm quang vỡ tan. Lúc này Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đỉnh đầu pháp thần rồi chém xuống một kiếm. Pháp thần giơ tay lên chắn trước người, trên cánh tay nàng ta xuất hiện vô số pháp tắc màu vàng. Ầm. Vô số pháp tắc màu vàng này mạnh mẽ chặn lại nhát kiếm dốc hết toàn lực của Diệp Huyên. Pháp thần lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, cánh tay phải của nàng ta rung lên kịch liệt. Đoàng. Vô số pháp tắc màu vàng phóng lên trời, Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại cả mấy chục nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên lau vết máu bên khóe miệng, nhìn pháp thần ở phía xa, pháp thần khinh thường nói, kiến mãi mãi chỉ là kiến thôi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Bùm! Một luồng huyết quang bắn ra từ cơ thể hắn. Một lúc sau Diệp Huyên mở mắt ra, lúc này trong mắt hắn đã là một màu biển máu, không có chút ánh sáng trong nào. Hoàn toàn phong ma. Sau khi hoàn toàn phong ma, huyết mạch của Diệp Huyên sôi trào như dung nham, huyết mạch chi lực không ngừng dâng trào trong cơ thể hắn. Sau khi cảm nhận được huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, pháp thần khẽ nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ thận trọng. Đúng lúc này, pháp thần đột nhiên biến mất tại chỗ, vô số phù văn màu vàng tụ lại thành một luồng kiếm quang chém về phía Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên tiến lên một bước, hắn cầm kiếm Thanh Huyên bằng hai tay rồi chém xuống. Bùm! Kiếm quang và vô số kim quang đều vỡ tan. Diệp Huyên bị đẩy lùi lại rất nhiều, cả mấy chục nghìn trượng mới dừng lại, nhưng pháp thần cũng bị lùi ra xa cả nghìn trượng. Pháp thần dừng lại, vẻ mặt nàng ta đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ta không ngờ mình lại bị một thiên đạo cảnh chém lùi. Đây thực sự là một sự sỉ nhục lớn. Vẻ mặt pháp thần trở nên dữ tợn, nàng ta nhảy lên không trung phía trên Diệp Huyên, sau đó hai tay nàng ta tạo quyết, tiếp theo pháp ấn màu vàng quét xuống từ trên trời cao. Ầm. Giờ phút này xung quanh Diệp Huyên bỗng rung chuyển. Hắn từ từ ngẩng đầu, biến mất tại chỗ. Ù. Tiếng kiếm ngân vút lên tận trời. Tay không đỡ chiêu. Diệp Huyên chém lên pháp ấn đó, trong chốc lát hai cánh tay của hắn run lên dữ dội, sau đó lại nứt ra, máu bắn tung tóe nhưng Diệp Huyên không buông tay, hai tay hắn cầm chặt kiếm chống lại pháp tắc ấy, kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực đang không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Tuy nhiên sức mạnh của hắn vẫn không bằng được pháp thần, hắn đã bị sức mạnh của pháp tắc ấy ép phải lùi lại rất xa. Diệp Huyên hét lên một tiếng, hắn rút kiếm mặc cho pháp ấn đó đánh vào ngực mình, gần như cùng lúc đó tay phải cầm kiếm của hắn chém về phía cổ của pháp thần. Pháp thần không ngờ Diệp Huyên lại đột ngột chơi chiêu này nên không kịp chuẩn bị, nàng ta không có cách nào né tránh vì thế. Bùm! Phụt! Diệp Huyên bị pháp ấn ấy đánh trúng,
bay ra xa hơn 100.000 trượng, máu bắn ra tung tóe suốt dọc đường. Mà khi pháp thần bị kiếm Thanh Huyên chém trúng, cổ nàng ta rơi ra bay đi như diều đứt dây, máu bắn tứ phía. Cơ thể đã bị phá hủy. Pháp thần dừng lại, giờ phút này nàng ta chỉ còn lại linh hồn. Pháp thần hơi ngỡ ngàng, nàng ta nhìn Diệp Huyên với vẻ không thể tin được, ngươi có thể phá được pháp thể của ta. Mặc dù nàng ta không tu luyện cơ thể như cổ, nhưng cơ thể của nàng ta cũng không yếu, bởi có lực lượng pháp tắc hộ thể. Nhưng nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể phá được cơ thể của mình. Như nghĩ tới điều gì, nàng ta đột nhiên nhìn về kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt nàng ta trở nên cực kỳ khó coi. Chính là thanh kiếm này. Xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, kiếm Thanh Huyên đang rung lên dữ dội. Kiếm Thanh Huyên trời sinh đã khắc pháp tắc. Nhưng đương nhiên pháp thần khác với những pháp tắc khác, dù sao cũng là người đứng đầu pháp tắc, nhiều lúc nàng ta có thể sử dụng sức mạnh mạnh hơn lực lượng pháp tắc của mình, nhưng cơ thể nàng ta lại không thể đỡ được kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Pháp thần của nàng ta ở trước kiếm Thanh Huyên chẳng có tác dụng gì hết. Lúc này pháp thần đột nhiên nắm tay phải lại, vô số kim quang xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên. Lúc này tiểu bút cất tiếng thở dài bảo, chắc người phụ nữ này vẫn chưa biết sự khắc chế của kiếm Thanh Huyên đối với linh hồn. Lúc trước kiếm Thanh Huyên chỉ khắc chế lực lượng pháp tắc, nhưng hiện tại sau khi pháp thần chỉ còn lại linh hồn thì không đơn giản chỉ là khắc chế lực lượng pháp tắc nữa. Khắc chế 2 lần. Lúc này pháp thần chợt biến mất. Ra tay rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu, giây tiếp theo hắn xông về phía trước rồi chém ra một kiếm. Khi pháp thần vào tới trước mặt Diệp Huyên thì rung ra một quyền, vô số kim quang bắn ra cùng linh hồn lực. Một nhát kiếm chém xuống. Phập. Dưới ánh mắt kinh ngạc của pháp thần, vô số kim quang bị phá tan như đậu phụ. Ầm. Một luồng kiếm quang chém thẳng vào người pháp thần. Đùng đoàng. Pháp thần thoáng chốc lùi về sau cả vạn trượng, mà khi nàng ta dừng lại thì kiếm Thanh Huyên đã đâm vào đầu mày của nàng ta. Pháp thần bị ghim lại ngay tại chỗ. Hai mắt nàng ta mở to, trong mắt toàn là vẻ không thể tin được. Nàng ta thất bại rồi ư? Thất bại ư? Lúc này đầu óc nàng ta trống rỗng. Nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt pháp thần, hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay ra từ đầu mày của pháp thần. Diệp Huyên không thèm nhìn mà cầm lấy luôn. Pháp thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nàng ta vẫn không thể chấp nhận được việc mình thất bại trong tay Diệp Huyên. Người trước mắt chỉ là thiên đạo cảnh mà thôi. Chỉ là thiên đạo cảnh. Mặt hàng này cho dù là cả triệu người tới thì cũng không thể làm nàng ta bị thương được. Lúc này bút đại đạo chợt lên tiếng, pháp thần, điều này có gì mà không thể, cô chỉ nhìn thấy hắn là thiên đạo cảnh chứ không nhìn thấy hắn lợi hại thế nào đâu. Pháp thần nhìn bút đại đạo, người cũng là người của đạo môn, chúng ta là một phe. Bút đại đạo chợt nổi giận mắng, mẹ kiếp, bây giờ cô biết chúng ta cùng một phe rồi hả? Sao trước đây cô không nói thế? Cô đúng là đồ phụ nữ không biết xấu hổ. Pháp thần gằn giọng, bút đại đạo, người dám giúp người ngoài giết người của đạo môn, người có biết hậu quả là gì không? Ngươi, bút đại đạo cười khẩy, có thiên mệnh đại nhân bảo kê, sao lão tử phải sợ đạo môn? Nói đến đây, nó vội dừng lại ngay. Không thể không nể mặt chủ nhân được. Pháp thần còn muốn nói gì đó nhưng lúc này kiếm Thanh Huyên đã chợt rung lên dữ dội. Linh hồn của pháp thần đã bị hấp thu. Mà sau khi kiếm Thanh Huyên hấp thu linh hồn của pháp thần xong, một luồng khí thế mạnh mẽ chợt bùng phát ra từ thân kiếm Thanh Huyên. Sắp đột phá. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ không nói gì. Lúc này toàn thân hắn toát ra một luồng sát khí và sự thù địch đáng sợ. Tuy nhiên dưới sự giúp đỡ của kiếm linh, thần trí của hắn từ từ hồi phục. Một lát sau, màu máu trong mắt Diệp Huyên từ từ rút đi. Mà trước mặt hắn, kiếm Thanh Huyên rung chuyển kịch liệt, từng luồng khí thế đáng sợ không ngừng tuôn ra. Một nơi khác, hai người phía Nguyên Đế thấy Diệp Huyên giết pháp thần thì không thể tin được. Pháp thần bị tên này giết rồi. Hai người không dám đánh với cổ nữa, lập tức quay người bỏ chạy.
Cổ cũng không đuổi theo, tuy nàng ta có thể trấn áp Nguyên Đế và ông lão kia nhưng hai người này đều là trật tự cảnh, muốn giết bọn họ, chỉ cần bọn họ không tham chiến thì sẽ rất khó. Cổ đi đến trước mặt Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo, sát khí và sự thù địch trên người vẫn rất mạnh. Cổ quan sát Diệp Huyên, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên lập tức được áp chế. Trong mắt Diệp Huyên cũng dần có lại ánh sáng. Cổ cười hỏi, thế nào rồi? Diệp Huyên hít sâu một hơi sau đó nói, ta giết người phụ nữ kia rồi à? Cổ gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng, đều dựa vào huyết mạch chi lực và kiếm thanh huyên cả. Hắn biết nếu không nhờ huyết mạch chi lực và kiếm thanh huyên thì hắn vốn chẳng phải đối thủ của pháp thần. Hơn nữa nếu người phụ nữ không khinh địch thì hắn cũng chẳng thể giết được nàng ta. Đối phương không nên đối đầu trực diện với hắn. Nếu không phải thân thể nàng ta bị hủy diệt thì dù kiếm của hắn có thể khắc chế lực lượng pháp tắc thì cũng chẳng thể giết được nàng ta. Tiểu trật tự cảnh. Diệp Huyên khẽ nói, ta vẫn chưa đủ mạnh. Cổ cười bảo, người thế này là không tôn trọng pháp thần, tuy nàng ta cũng chỉ vậy thôi, nhưng dù gì cũng là pháp thần, người đứng đầu pháp tắc của vũ trụ này, hơn nữa còn từng được chủ nhân bút đại đạo dẫn dắt. Trong tiểu trật tự cảnh, tuy không thể nói là vô địch nhưng cũng ít có ai là đối thủ của nàng ta. Người có thể giết được nàng ta thật sự đã được coi là vô cùng nghịch thiên rồi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó bảo, ta muốn đạt đến trật tự cảnh. Cổ gật đầu, từ từ tu luyện. Nàng ta nói rồi nhìn kiếm Thanh Huyên, phải công nhận rằng thanh kiếm này của ngươi rất lợi hại, là do muội muội ngươi tạo ra đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cổ cười bảo, ngươi có biết thanh kiếm này đang bị phong ấn không? Nghe thế, Diệp Huyên sững sờ. Nhìn vẻ mặt Diệp Huyên, cổ cười giải thích, xem ra ngươi vẫn chưa biết. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, nhưng nó vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Mà bây giờ sau khi hấp thu linh hồn của người phụ nữ vừa nãy, hẳn là đã giải trừ được phong ấn tầng tiếp theo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là vậy. Bùm! Đúng là này, một luồng kiếm quang đáng sợ đột nhiên bột phát ra từ kiếm Thanh Huyên. Cổ khẽ phất tay, luồng kiếm quang ấy lập tức tiêu tán. Cổ vươn tay cầm kiếm Thanh Huyên, quan sát nó rồi cười bảo, thực sự là một thanh kiếm tốt. Nói xong nàng ta đưa nó cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy kiếm, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ. Là khí thế đến từ kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên đột nhiên thấy hơi phấn khích, kiếm Thanh Huyên hiện tại đã mạnh hơn trước mấy lần. Nếu lại đối mặt với pháp thần kia, hắn sẽ có thể đối phó dễ dàng hơn nhiều. Cổ nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Cổ quay đầu nhìn lại rồi đưa Diệp Huyên đi. Hai người đi không bao lâu thì có ba người xuất hiện ở nơi không xa. Chính là ba người phía Vô Biên Chủ. Tăng Vô trầm giọng bảo, cổ cô nương kia phát hiện ra chúng ta rồi. Vô Biên Chủ nhìn nơi xa, không nói gì. Tăng Vô do dự một lúc rồi hỏi, Vô Biên, rốt cuộc cổ cô nương ấy mạnh đến mức nào? Vô Biên nhàn nhạt đáp, tóm lại là mạnh hơn ngươi. Sắc mặt Tăng Vô lập tức trầm xuống. Vô Biên rời mắt, nhìn quanh nơi đây rồi khẽ thở dài, năm xưa khi lão tử giết pháp thần, tên kia đã đứng ra ngăn cản. Mà bây giờ khi tên nhóc kia giết pháp thần thì ông ta lại chẳng thèm quan tâm, đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ông ta vẫn thấy hơi khó chịu. Năm đó ông ta đã suýt đồ sát cả pháp giới, thế nhưng bị chủ nhân bút đại đạo ngăn lại. Mà bây giờ Diệp Huyên giết pháp thần, chủ nhân bút đại đạo lại chẳng có động tĩnh gì. Đúng là không phải người. Vô Biên Chủ lại thở dài, đầu óc pháp thần này không đủ thông minh, dù gì Kháo Sơn Vương đó cũng là người thiên mệnh, nàng ta đi khiêu khích hắn làm gì cơ chứ? Nói rồi ông ta lắc đầu, chẳng cần biết mình là ai nữa. Tăng Vô hơi tò mò, là sao? Vô Biên Chủ hờ hững giải đáp, thứ nhất, Diệp Huyên đã từng là người thiên mệnh. Người thiên mệnh nghĩa là người được chủ nhân bút đại đạo chọn, thân phận ấy ngầu hơn những pháp tắc đó của bọn họ nhiều. Thứ hai, tuy hiện tại địa vị của bút đại đạo kia chẳng cao lắm, nhưng cũng đi theo chủ nhân bút đại đạo rất nhiều năm. Chắc chắn chủ nhân bút đại đạo cũng có tình cảm với nó, thế mà pháp thần này lại chẳng coi nó ra gì. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu, rất nhiều người đều chết trong sự huênh hoang của chính mình.
nhất là một số người sau khi có thực lực thì kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, nhưng không biết rằng có suy nghĩ này thì thường đều cách cái chết không còn xa. Tăng Vô đột nhiên nói, nếu đã biết Kháo Sơn Vương không dễ động đến thì sao chủ nhân Bút Đại Đạo không nhắc nhở những pháp tắc này? Vô Biên Chủ im lặng một lúc mới nói, người có phát hiện ra một vấn đề không? Đó là ở Đạo Môn, có người chống lại Diệp Huyên, nhưng cũng có người có quan hệ tốt với hắn. Tăng Vô gật đầu, đúng thế. Vô Biên Chủ nhẹ giọng nói, có hai khả năng, thứ nhất là ông ta thật sự muốn để Diệp Huyên kế thừa trật tự của mình, hoặc là để Diệp Huyên dựng nên một trật tự hoàn toàn mới. Thứ hai, ông ta muốn mượn tay Diệp Huyên để thanh lọc nội bộ Đạo Môn. Tuy Kháo Sơn Vương không biết xấu hổ nhưng làm việc vẫn có nguyên tắc, hầu như sẽ không vô duyên vô cớ làm ẩu, vì thế coi hắn như một thanh kiếm sắc để thanh lọc nội bộ Đạo Môn cũng không phải điều không thể. Tăng Vô trầm giọng hỏi, nếu là khả năng thứ hai thì để chủ nhân Bút Đại Đạo tự làm chẳng lẽ không được sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, Đạo Môn quá lớn, lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Tuy những người này tôn trọng ông ta, nhưng ông ta không thể khống chế được nhân tính của những người này. Người bảo ông ta thanh lọc làm sao ông ta thanh lọc được. Đám người này chắc chắn sẽ rối trên gạt dưới. Tăng Vô nói, Phàm Tông cũng làm chuyện như vậy sao? Vô Biên Chủ cười khẩy, nàng ta đâu chỉ làm chuyện này. Dưới sự dẫn dắt của nàng ta, cả pháp giới đều vơ vét được không ít của hời. Người có biết trong nhẫn chứa đồ Kháo Sơn Vương vừa lấy của nàng ta có bao nhiêu cổ tinh và đạo tinh không? Ít nhất cũng phải 1 tỷ cổ tinh và hàng trăm triệu đạo tinh. 1 tỷ. Tăng Vô và Thần Minh đều choáng váng. Bọn họ biết rõ cổ tinh quý giá nhường nào, có thể nói là thứ cần thiết đối với người tu luyện sau thiên đạo cảnh, tu sĩ bình thường có mấy chục nghìn cổ tinh thôi đã là cực kỳ lợi hại rồi. Mà pháp thần lại có tới 1 tỷ viên. Quan trọng nhất là nàng ta còn có cả đạo tinh. Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ, Vô Biên, đạo tinh là gì? Vô Biên Chủ nhẹ giọng đáp, loại tiền tệ ngầu nhất vũ trụ tứ phương. Không đúng, nên nói là cho dù ra khỏi vũ trụ tứ phương thì đạo tinh cũng vô cùng lợi hại, cực kỳ hiếm có tinh thạch năng lượng đặc biệt do lực lượng pháp tắc đại đạo ngưng tụ mà thành, trong đó có chứa đại đạo chi lực, nếu ngươi có đủ đạo tinh thì hoàn toàn có thể khiến thực lực của ngươi tới gần với trật tự cảnh. Trật tự cảnh bình thường cực kỳ khó tu luyện, mà đạo tinh tương đương với thiết bị gian lận, có thể khiến ngươi tới gần cảnh giới này, mà nếu bản thân ngươi đã rất yêu nghiệt thì dưới sự giúp đỡ của đạo tinh này, muốn đạt đến trật tự cảnh là điều vô cùng dễ dàng. Nếu không cho dù ngươi yêu nghiệt, nhưng ngươi không có tiền giúp đỡ thì cũng vô ích. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu, tu luyện tức là phải tiêu tiền. Tăng Vô hỏi Vô Biên, có phải ông cũng rất giàu không? Vô Biên hờ hững hỏi, ngươi hỏi điều này làm gì? Tăng Vô cười đáp, tò mò. Vô Biên Chủ bình tĩnh trả lời, đàn ông thực thụ tu luyện không dựa vào tiền. Nói xong ông ta quay người rời đi. Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ đi xa, không dựa vào tiền thì dựa vào gì? Vô Biên Chủ đáp, đầu cũng không ngoảnh lại, dựa vào đậu ngầu. Tăng Vô, Cổ đưa Diệp Huyên tới cổ lâu của A Lan. Bên trong lâu, Cổ ngồi bên giường vắt chân lên nhau, tay cầm một cuốn sách cổ. Đối diện nàng ta là A Lan. Mà Diệp Huyên thì đã trở về trong tiểu tháp để tu luyện. A Lan trầm giọng hỏi, pháp thần chết rồi à? Cổ gật đầu. A Lan nhìn cổ, chủ nhân Bút Đại Đạo không ngăn cản sao? Cổ lắc đầu. A Lan nhíu mày, tại sao? Cổ chớp mắt, tại sao cái gì? A Lan trầm giọng bảo, vì sao chủ nhân Bút Đại Đạo lại ngồi yên nhìn các cô giết pháp thần? Cổ cười đáp, có lẽ là liên quan đến Diệp công tử. Nghe vậy, A Lan khẽ thở dài. Cổ cười nói, cô thở dài cái gì? Giết người phụ nữ đó chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? A Lan trầm giọng bảo, chủ nhân Bút Đại Đạo đối xử với hắn thế nào? Cổ im lặng một lúc mới đáp, không biết. Thật ra nàng ta cũng không rõ thái độ của chủ nhân Bút Đại Đạo với Diệp Huyên là như thế nào. A Lan nhìn cổ, chúc mừng. Nghe vậy cổ sửng sốt, sau đó cười hỏi lại, chúc mừng cái gì? A Lan nhẹ giọng nói, vận mệnh của cô. Bây giờ ta đã không thể nhìn thấu nữa rồi, một chút dấu vết cũng không thấy. Cổ im lặng. A Lan lại nói, chắc là do hắn, cô đi theo hắn nên vận mệnh cũng thay đổi. Cổ mỉm cười, A Lan, cô đã hiểu ra chưa?
A Lan đang định lên tiếng thì lúc này Diệp Huyên chợt xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyên, cổ mỉm cười, A Lan muốn gia nhập thư viện Quan Huyên, có được không? Nghe vậy Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn nhìn A Lan im lặng một lúc rồi cũng gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười bảo, hoan nghênh. A Lan này cũng là cường giả trật tự cảnh, nếu có thể gia nhập thư viện Quan Huyên thì bây giờ hắn có thể mở thư viện ở đây luôn được. Đương nhiên hắn cũng biết vì sao A Lan lại muốn gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên đi tới trước mặt A Lan, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, nể mặt muội muội ta đi. A Lan. Mà lúc này đầu mày của A Lan chợt rung lên, rất nhanh một phù ấn xuất hiện, phù ấn ấy nhạt dần, một lúc sau nó đã hoàn toàn biến mất. Khi phù văn biến mất, một sức mạnh thần bí trong cơ thể A Lan cũng đột nhiên biến mất. A Lan ngẩn ra một lúc rồi từ từ đứng lên. Đứng lên được rồi. A Lan ngẩn người. Tự do rồi. Thật sự tự do rồi. Cổ bị nhốt cả triệu năm, và nàng ấy cũng thế. Vốn dĩ nàng ấy đã cam chịu số phận, cho rằng mình sẽ bị nhốt ở đây đến khi hóa thành tro bụi. Nhưng lúc này một câu nói của người đàn ông trước mặt lại có thể trả lại tự do cho nàng. Một câu nói. Một câu nói của đối phương có thể thay đổi được số phận của nàng. Nghĩ đến đây, A Lan không khỏi tự cười nhạo mình. Nàng xem bói cả đời, còn chống lại vận mệnh, nhưng cuối cùng khi nàng tuyệt vọng lại được một câu nói của người khác cứu vớt. Mọi nỗ lực trước đây đều không bằng một lời nói của người khác. Đây chính là cuộc sống. Đây là sự thật. A Lan nhìn Diệp Huyên, cảm ơn. Diệp Huyên cười, không cần cảm ơn. Nói rồi hắn xòe tay, một tấm biển nhỏ bằng gỗ lơ lửng trước mặt A Lan. A Lan nhìn tấm bảng gỗ, cất nó đi rồi bảo, bây giờ ta đã là người của thư viện Quan Huyên rồi. Diệp Huyên cười bảo, cô nương tinh thông bói toán, vậy cô có thể mở viện xem bói ở thư viện, A Lan cô nương làm viện chủ của bói toán viện, cô thấy thế nào? A Lan cười đáp, được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, ta chuẩn bị mở một thư viện ở nơi này, bên này sẽ do A Lan cô nương phụ trách nhé, ta sẽ điều người tới cho cô. Nói rồi hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt A Lan, trong này có 100 triệu cổ tinh, đây là vốn ban đầu, nếu không đủ thì có thể tới tìm ta. A Lan cười, được. Nói xong nàng ấy cất nhẫn chứa đồ đi, Diệp Huyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Có một người đàn ông đang đứng ở đó. Người này chính là ám quân. Diệp Huyên nói, từ bây giờ ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của A Lan cô nương. Ám quân cung kính hành lễ, tuân lệnh. Diệp Huyên gật đầu, nhìn cổ và A Lan, chúng ta có nên tới đế quốc Nguyên chơi tí không? Hai cô gái nhìn nhau, cổ cười bảo, ngươi nói đi thì đi. Diệp Huyên gật đầu, đi. Ba người cùng biến mất. Trong tinh không. A Lan nhìn tinh không vô tận xung quanh với vẻ mặt phức tạp. Tự do rồi. Khi đánh mất tự do mới phát hiện tự do quan trọng nhường nào. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn Diệp Huyên, cảm ơn Diệp công tử. Thấy A Lan lại cảm ơn, Diệp Huyên ngẩn ra sau đó cười bảo, bây giờ đã là người cùng phe rồi, đừng khách sáo nữa. Cổ cũng cười, đúng thế. A Lan khẽ cười, được. Diệp Huyên lấy ra một viên tinh thạch rồi hỏi, cổ, A Lan, đây là tinh thạch gì? A Lan và cổ nhìn viên tinh thạch trong tay Diệp Huyên rồi đều sửng sốt. Cổ trầm giọng đáp, là đạo tinh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đạo tinh. Cổ gật đầu, là một loại tinh thạch vô cùng quý giá. Độ quý giá của nó ít nhất cũng gấp trăm lần cổ tinh. Nghe vậy, Diệp Huyên động lòng, quý giá vậy ư? Cổ khẽ gật đầu, nếu như hấp thu đại đạo chi lực trong này sẽ giúp ích rất nhiều cho người tu luyện. Hơn nữa sau khi tới tiểu trật tự cảnh, thông thường tác dụng của cổ tinh đã trở nên vô cùng nhỏ, mà lúc này phải cần tới đạo tinh. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có bao nhiêu? Diệp Huyên đáp, hàng trăm triệu. Nghe vậy vẻ mặt A Lan chợt trở nên hơi mất tự nhiên. Cổ thở dài, pháp thần đúng là giàu có, chắc chắn đã vơ vét tham ô rất nhiều. Diệp Huyên chớp mắt, nhiều lắm à? Cổ lườm Diệp Huyên, đâu chỉ là nhiều, là cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều. Khi ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có hơn 1 triệu đạo tinh thôi. Ngươi thử nghĩ xem. Nghe vậy,
Diệp Huyên chợt trở nên hưng phấn, phát tài rồi. Cổ cười, đúng là ngươi phát tài rồi, có số đạo tinh này ngươi có thể làm được rất nhiều việc. Hơn nữa trong một khoảng thời gian rất dài sau này, ngươi không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cổ nói, ngoài cổ tinh và đạo tinh chắc hẳn vẫn còn những thứ khác nữa đúng không? Diệp Huyên gật đầu, xòe tay ra, một cuốn sách cổ dày cộp xuất hiện trong tay hắn, trên quyển sách có một chữ lớn màu vàng, Pháp. Lúc này A-Lan chợt lên tiếng, Pháp Điển. Diệp Huyên nhìn A-Lan, vẻ mặt A-Lan khá nghiêm túc, đây là một bộ Pháp Điển do chủ nhân Bút Đại Đạo để lại, trong này có trật tự quy tắc để ràng buộc những pháp tắc này. Diệp Huyên hỏi, có ích không? A-Lan gật đầu, rất hữu ích, trong này có một thuật thần thông pháp tắc chí cao vô thanh, nếu ta nhớ không nhầm thì hẳn có tên là Vạn Pháp Đạo. Diệp Huyên nhíu mày, Vạn Pháp Đạo. A-Lan nói, đúng thế, Vạn Pháp Đạo ở vũ trụ tứ phương đứng thứ hai, chỉ sau Pháp Đạo thần thông đứng đầu thôi. Một khi thi triển Vạn Pháp Đạo thì có thể ngưng tụ được lực lượng pháp tắc của vũ trụ tứ phương, rất nghịch thiên. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao trước đây pháp thần kia không dùng? A-Lan nhìn cổ, cổ cười trả lời, không phải nàng ta không sử dụng mà là nàng ta chưa kịp sử dụng. Khi giao đấu với cậu, nàng ta muốn dùng nhưng lại đắn đo, bởi một khi sử dụng pháp này sẽ có một khoảng thời gian bị mệt, mà lúc đó sẽ là lúc nàng ta yếu nhất. Nàng ta đang đề phòng Nguyên Đế và ông lão kia. Khi giao đấu với cậu, nàng ta không coi trọng cậu mấy, quá sơ ý nên bị một kiếm của cậu chém chết. Cậu không nhìn thấy trước khi chết nàng ta không cam lòng cỡ nào sao? Nghe vậy Diệp Huyên lắc đầu cười, đúng thế. A-Lan lại nói, cậu có thể tu luyện pháp điển này, mà nếu cậu tu luyện pháp điển thì sẽ có một ưu thế. Diệp Huyên hơi tò mò, ưu thế gì? A-Lan cười đáp, ưu thế về thân thể. Cậu là cổ chiến thể, thân thể vô cùng mạnh, thần hồn cũng rất mạnh. Tu luyện pháp này có thể giảm hậu di chứng của pháp này xuống mức thấp nhất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhưng có một vấn đề là ta không mở được quyển sách này. Nghe vậy A-Lan sửng sốt, xòe tay ra, pháp điển bay tới lòng bàn tay nàng ấy, nàng quan sát một lúc rồi cười bảo, pháp này có phong ấn của chủ nhân Bút Đại Đạo, ngoài pháp thần ra, người ngoài không thể mở được. Nhưng cậu có thể thử xem. Nói xong nàng ấy lại trả pháp điển lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra, đang định lên tiếng thì pháp điển khẽ rung lên. Sau đó một lực lượng thần bí lặng lẽ biến mất. Nhìn thấy cảnh này, cổ chợt cười, chủ nhân Bút Đại Đạo rất nể mặt muội muội ngươi đấy. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó mở pháp điển ra, vừa mở pháp điển, một luồng kiếm quang đã bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Vút! Rất nhanh, vô số thông tin tràn vào đầu Diệp Huyên. Vạn Pháp Đạo. Như A-Lan nói, đây đúng là một thuật thần thông. Nếu tu luyện thành công thì có thể ngưng tụ được lực lượng pháp tắc của vũ trụ tứ phương để trợ giúp trong thời gian ngắn. Cả vũ trụ tứ phương. Phải công nhận rằng vô cùng lợi hại. Mà giờ phút này hắn cũng hơi kinh hãi, nếu lúc trước pháp thần không lơ là khinh địch mà tung chiêu này khi thực chiến với hắn thì chắc chắn hắn sẽ không đỡ nổi. Vạn pháp đạo này quá biến thái. Một khi có được lực lượng pháp tắc của cả vũ trụ tứ phương giúp đỡ thì thực lực của pháp thần sẽ có thể sánh ngang với trật tự cảnh thực thụ chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn mạnh hơn trật tự cảnh bình thường rất nhiều. Khi đó nàng ta sẽ không phải người mà hiện tại hắn có thể chống lại được. Diệp Huyên mở mắt ra nhìn cổ, nếu pháp thần sử dụng chiêu này thì cô có thể đỡ được không? Cổ chớp mắt, đây chẳng phải chuyện rất đơn giản sao? Diệp Huyên cạn lời. Cổ bật cười, ngươi đừng coi thường ta, ta không đánh lại muội muội ngươi, cũng không đánh lại chủ nhân Bút Đại Đạo, nhưng làm ơn, ngươi đừng so sánh ta với bọn họ. Hơn nữa ngươi chưa trải qua thời đại của ta, nếu không ngươi cũng sẽ không hỏi câu này. A-Lan gật đầu, đúng thế. Nói rồi nàng ấy nhìn cổ, năm xưa ở chỗ chúng ta cổ là người đứng đầu trong trật tự cảnh đấy. Cổ nghiêm mặt nói, đều là chuyện quá khứ rồi, phải khiêm tốn. Khiêm tốn. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Diệp Huyên, đương nhiên, cô có thể kể một số chiến tích vẻ vang của ta cho Diệp công tử nghe, ta không ngại đâu. Diệp Huyên. Chiến tích vẻ vang. Diệp Huyên lắc đầu cười. Sao cô nương này lại thích ra vẻ giống tiểu bút thế chứ? Lúc này cô đột nhiên nói, nhưng mà chúng ta đến đế quốc Nguyên làm gì?
không phải ngươi định tiêu diệt đế quốc Nguyên đấy chứ? Diệp Huyên trầm giọng bảo, ba người chúng ta không làm được à? Cổ suy nghĩ rồi trả lời, không có ngươi thì có lẽ hai chúng ta còn có một chút cơ hội. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm lại. Cổ cười, ngươi đừng coi thường đế quốc Nguyên, thế lực lớn mạnh này có thể đứng vững tới ngày hôm nay không phải do may mắn đâu, nền tảng của bọn họ rất vững chắc. Diệp Huyên trầm giọng bảo, nói cách khác, cho dù hai cô liên thủ cũng không tiêu diệt được chúng. Cổ gật đầu, hai trật tự cảnh thì không tiêu diệt được. Nhưng khiến cho bọn chúng rất khó chịu thì được, vì chắc chắn chúng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Muốn giết ta và Alan, ít nhất bọn chúng phải điều động hơn 10 trật tự cảnh, hơn nữa còn chưa chắc đã giết được chúng ta. Diệp Huyên cười bảo, thế là đủ rồi. Cổ nhìn Diệp Huyên không nói gì thêm nữa. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến thủ đô Nguyên Đô của đế quốc Nguyên. Không thể không nói, Nguyên Đô này được xây dựng rất nguy nga, thành cao ít nhất 1000 trượng, cả tòa thành như một con thú khổng lồ, đứng trước nó có cảm giác cực kỳ áp bách. Mà lúc này xung quanh xuất hiện một vài hơi thở không rõ. Cổ nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, ngươi muốn chơi như thế nào? Diệp Huyên nhìn về tường thành phía xa, xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay ra. Rầm. Tường thành bị một luồng kiếm quang chém làm đôi. Cả Nguyên Đô đều sửng sốt. Có người dám xâm phạm Nguyên Đô. Lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ba người phía Diệp Huyên, người tới chính là Nguyên Đế. Mà bên cạnh Nguyên Đế còn có một ông lão nữa, chính là cường giả trật tự cảnh lúc trước. Nhìn thấy ba người nhóm Diệp Huyên, sắc mặt Nguyên Đế nhất thời trở nên hơi khó coi. Cuối cùng vẫn tới. Diệp Huyên cười bảo, Nguyên Đế, hẳn là ông nên biết hôm nay chúng ta tới đây để làm gì đúng không? Nguyên Đế cười khẩy, định tiêu diệt đế quốc Nguyên của ta à? Diệp Huyên cười, chẳng lẽ không được sao? Nguyên Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có thể thử. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô ngăn hai người bọn họ không có vấn đề gì chứ? Cổ chớp mắt, hai người làm sao đủ, thêm 10 người nữa đi. Nói rồi nàng ta nhìn Nguyên Đế, nào nào, gọi thêm 10 trật tự cảnh nữa tới đây đi. Mặt Nguyên Đế tái xanh. Diệp Huyên cũng hơi cạn lời. Chắc chắn người phụ nữ biết người ta không gọi ra được 10 trật tự cảnh nên mới kiêu ngạo như vậy đúng không? Thấy hai người phía Nguyên Đế không nhúc nhích, cổ nghiêm túc bảo, sao? Các ông tưởng ta đang đùa đấy à? Ta không đùa đâu, nào, gọi 10 người ra đây, ta muốn đánh 10 người. Ha ha. Nguyên Đế trầm giọng bảo cô quên mình bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn thế nào rồi à? Cổ cười nói, ông đừng lấy chủ nhân bút đại đạo ra để dọa ta nữa, vô dụng thôi. Nguyên Đế sầm mặt. Cổ nhìn Diệp Huyên, ta đánh bọn họ trước. Nói xong nàng ta biến mất. Nguyên Đế chợt gần giọng bảo, cô dám ra tay ở đây à? Lúc này cổ đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày. Diệp Huyên ở bên cạnh hỏi, sao vậy? Cổ hạ giọng trả lời, ta quên mất một chuyện, đó là không được đánh nhau ở nơi đông người, nếu không sẽ khiến thiên đạo để ý. Diệp Huyên hỏi, cô đánh bại được thiên đạo không? Cổ đáp, được, nhưng tốt nhất là không nên đánh, nếu không bọn họ sẽ gọi người, hơn nữa đánh tới cuối cùng có thể sẽ còn liên quan tới chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, vậy các cô đổi nơi khác rồi đánh đi. Nguyên Đế cả giận quát, người nói đổi nơi khác là đi nơi khác à? Diệp Huyên nhìn Nguyên Đế, ông không đổi thì chúng ta đánh ở đây, càn quét đế quốc Nguyên của ông luôn. Vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên từ bầu trời phía xa, rất nhanh sau đó một con mắt khổng lồ hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Thiên đạo. Thấy thiên đạo xuất hiện, Nguyên Đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói chứ ông ta cũng thật sự sợ cổ và Alan sẽ đánh liều. Thiên đạo cúi xuống nhìn Diệp Huyên, cậu đang coi thường pháp tắc đại đạo đấy à? Diệp Huyên nhìn thiên đạo rồi bảo, tiểu bút, huynh có biết tên này không? Bút đại đạo đáp, không biết. Diệp Huyên gật đầu, quay sang nhìn cô có đánh bại được nó không? Cổ cười trả lời, rất dễ dàng nhé. Diệp Huyên gật đầu. Đang định nói thì cổ bảo, người có thể nói chuyện với nó. Diệp Huyên suy nghĩ rồi lại nhìn thiên đạo lên tiếng trước nói chuyện. Có gì để nói chứ?
Hôm nay ai dám ra tay ở đây thì ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Diệp Huyên nhìn Cổ, dạy nó làm người đi. Cổ đột nhiên biến mất tại chỗ. Trên trời, trong mắt thiên đạo chợt lóe lên sự hung ác, giây tiếp theo một đạo thần lôi phóng thẳng xuống. Cổ giơ tay chém xuống một rìu. Phập! Thần lôi trong nháy mắt bị chẻ làm hai, đồng thời chiếc rìu cũng chém về phía con mắt khổng lồ kia. Ầm ầm! Cả thiên đạo rung chuyển kịch liệt, sau đó nứt ra. Thiên đạo điên cuồng gào thét, cô dám nghịch thiên, cô. Cổ khinh thường nhìn thiên đạo, còn dám nói nghịch thiên nữa. Đúng là đề cao bản thân quá đáng. Nói xong nàng ta lại chém một rìu nữa. Phập. Giọng thiên đạo im bặt, sau đó hoàn toàn bùng nổ hóa thành hư vô. Thiên đạo đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thấy cảnh này, nguyên đế phía dưới lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt. Ông ta cũng là trật tự cảnh. Nhưng ông ta vẫn vô cùng sợ cổ. Bởi vì cổ dám làm liều. Năm đó nàng ta dám đối nghịch chủ nhân bút đại đạo, nhưng ông ta không dám. Bây giờ người phụ nữ này tới, có chuyện gì nàng ta không dám làm đâu. Nhưng rất nhanh, nguyên đế lại cười lạnh lùng. Cổ giết thiên đạo, chắc chắn sẽ chọc giận đám người ở thiên đạo giới. Chuyện này không thể giải quyết theo lẽ thường được. Lúc này cổ đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, thiên đạo giới liệu có tới không? Cổ cười bảo, tới rồi. Nghe vậy Diệp Huyên sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ khi nào cuối chân trời có xuất hiện một bóng mờ. Cổ khẽ cười, là một trật tự cảnh. Trật tự cảnh. Diệp Huyên nhìn bóng mờ ấy, lúc này bóng mờ đó lên tiếng, thiên đạo giới ta không định nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi, nhưng không được ra tay ở đây. Nghe vậy nguyên đế phía dưới lập tức nhíu mày. Thái độ mềm mỏng thế. Nguyên đế nhìn bóng mờ kia, nàng ta giết một thiên đạo rồi. Bóng mờ lạnh lùng nhìn nguyên đế, ta cần ngươi phải nhắc à. Nguyên đế sửng sốt, tên này có ý gì? Nói cứ như ông ta là người giết thiên đạo vậy. Giọng điệu của bóng mờ rất khó chịu, ngươi tới nơi khác đánh với họ đi. Nghe vậy, mặt nguyên đế lập tức sầm xuống, vì sao? Vì sao? Bóng mờ nhàn nhạt nói, nếu ngươi không muốn thì chúng ta sẽ mặc kệ ngươi, tùy nơi này của ngươi bị phá hủy thế nào thì phá hủy. Nguyên đế nhìn chằm chằm bóng mờ đó, hắn đã giết thiên đạo. Bóng mờ nổi đoá quát, ta không cần ngươi nhắc nhở ta. Nguyên đế giận không có chỗ chút, vậy ngươi không giải quyết hắn à? Đánh hắn đi chứ. Bóng mờ im lặng hồi lâu rồi bảo, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có đổi nơi đánh nhau không? Nếu không đổi thì chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Nguyên đế nhìn bóng mờ chằm chằm, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Bóng mờ lắc đầu, ngươi không chọc giận người khác thì sao người khác lại đến trả thù ngươi? Nguyên đế chỉ vào Diệp Huyên phía xa, phẫn nộ nói, bọn họ giết pháp thần của pháp giới, sau đó lại giết thiên đạo của các ngươi mà các ngươi không thấy à? Hả? Bóng mờ bình tĩnh đáp, chuyện của pháp giới liên quan gì đến thiên đạo giới của ta? Nguyên đế xứng người tại chỗ. Bóng mờ lại nói, còn việc nàng ta giết thiên đạo là chuyện của thiên đạo giới ta với nàng ta, liên quan gì đến ngươi? Vẻ mặt nguyên đế cứng đờ. Bóng mờ nói, ta nói lại lần cuối, nếu ngươi không đổi nơi khác đánh nhau thì nơi này sẽ không còn được thiên đạo bảo vệ nữa. Sắc mặt nghịch đạo tái xanh, các ngươi thiên vị hắn. Giờ phút này ông ta đã thấy rõ, thiên đạo giới thiên vị Diệp Huyên. Hơn nữa còn thiên vị một cách trắng trợn. Bóng mờ nhìn nghịch đạo, ta hỏi ngươi Diệp công tử có thù oán với đế quốc Nguyên ngươi không? Không có đúng không? Nếu không có thì mấy người các ngươi hợp tác đi giết người ta, hành vi này chẳng lẽ không phải vô nhân đạo sao? Bây giờ người ta tới trả thù ngươi thì có gì sai không? Nguyên đế hung tợn nói, là pháp thần của pháp giới bảo chúng ta đi giết hắn. Bóng mờ nhíu mày, pháp thần bảo ngươi đi chết ngươi có đi không? Nguyên đế tức đến nỗi suýt thì ngất xỉu chết ngay tại chỗ. Bóng mờ lại nói, người lớn thế này rồi chẳng lẽ không có khả năng phân biệt đúng sai? Nếu có thì sao lại tin lời người khác đi giết người bừa bãi? Hơn nữa, như vừa nãy ta nói, người đi giết người khác tới trả thù ngươi chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao? Thiên đạo là cái gì? Đó là thay trời hành đạo, bảo vệ chính nghĩa của thế gian. Mà hành động của ngươi thực sự là không thể chấp nhận được,
Nói xong bóng mở nắm tay phải lại, một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ Nguyên Đế, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có đổi nơi đánh nhau không? Nếu không đổi thì vì chúng sinh, ta chỉ có thể giúp vị Diệp công tử này giải quyết ngươi thôi. Giờ phút này Nguyên Đế đột nhiên bình tĩnh lại. Ông ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn rồi. Tại sao? Diệp Huyên giết pháp thần mà đạo môn không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này vẫn chưa phải chuyện khó hiểu nhất. Khó hiểu nhất là vừa nãy cổ đã giết một thiên đạo. Đó là thiên đạo duy trì trật tự của thế gian. Thế nhưng thiên đạo giới lại không báo thù. Vì sao? Chắc chắn là do sợ hãi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Nguyên Đế trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta biết mình đã bị pháp thần lừa rồi. Đúng lúc này, ông lão vẫn luôn im lặng bên cạnh Nguyên Đế đột nhiên lên tiếng, ta nhận sai. Mọi người nhìn ông lão, ông ta bước ra cúi đầu thật sâu trước mọi người, chân thành nói, ta bị pháp thần và Nguyên Đế lừa, phạm phải sai lầm lớn, ta đồng ý xin lỗi Diệp công tử, đồng thời đền bù phí tổn thất tinh thần cho Diệp công tử. Nói rồi ông ta cúi đầu thật sâu trước Diệp Huyên, mong Diệp công tử cho tại hạ cơ hội sửa đổi, cảm ơn. Nói xong ông ta lại cúi đầu thật sâu lần nữa. Mọi người, nhận sai. Hành động đột ngột của ông lão khiến mọi người có mặt đều sững sờ, choáng váng. Diệp Huyên cũng sửng sốt, vì hắn cũng không ngờ ông ta lại làm như vậy. Nhất là Nguyên Đế, ông ta nhìn ông lão với vẻ không thể tin nổi, cô lão, ông. Cô lão lạnh lùng nhìn Nguyên Đế, ban đầu lão phu bị ngươi lừa, nghe lời bậy bạ ngươi nói nên mới phạm sai lầm lớn thế này. Nguyên Đế, lão phu khuyên ngươi một câu, thiên nha khổ hải, quay đầu là bờ. Làm người tốt đi. Nguyên Đế ngẩn ra, thẳng thốt nhìn ông lão trước mắt, ông. Lúc này ông ta đã hoàn toàn hoang mang. Cô lão thở dài trong lòng. Sao Nguyên Đế lại không hiểu được thế cục này chứ? Đạo môn rõ ràng đã đứng về phía Diệp Huyên. Pháp thần của pháp giới bị giết mà đạo môn không có động tĩnh gì, mà hiện tại, một thiên đạo bị giết, đạo môn cũng vẫn không có động tĩnh gì. Không chỉ không có động tĩnh mà còn thiên vị Diệp công tử, dùng mông để nghĩ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ không sợ thì đợi tới bao giờ? Nguyên Đế đột nhiên im lặng. Ông ta không ngốc, sau khi tức giận đương nhiên ông ta cũng hiểu ra nguyên nhân. Đạo môn đang lấy lòng Diệp Huyên. Còn ông ta thì thành một thằng hề. Nghĩ đến đây, Nguyên Đế hít sâu một hơi, nhìn Diệp Huyên nơi xa, hơi cúi đầu hành lễ, Diệp công tử. Chuyện lúc trước là do ta sai, ta xin. Diệp Huyên cười bảo, xin lỗi thì không cần đâu. Nghe vậy Nguyên Đế sững người. Diệp Huyên nói, ông và Thu Nguyên Đại Nguyên Soái kia đều phải chết. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Đế sầm xuống, Diệp công tử, thật sự phải làm tuyệt tình vậy ư? Đế quốc Nguyên ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, giết. Nghe lời này, cổ nhếch môi đáp, được. Nói xong nàng ta biến mất tại chỗ. Nơi xa, Nguyên Đế biến sắc, không chỉ ông ta mà bóng mở thiên đạo bên cạnh cũng vội vàng xuất chiêu, điên cuồng củng cố thời không nơi đây. Lúc này cổ đã vò tới trước mặt Nguyên Đế. Bùm! Một tiếng nổ vang vọng khắp không trung, Nguyên Đế liên tục lùi về phía sau, còn thiên đạo thì ra sức củng cố thời không xung quanh. Ông ta phải thông qua thời không ngăn chặn sức mạnh của Nguyên Đế. Nếu không một khi sức mạnh của hai người phóng thích ra ngoài thì nguyên giới sẽ sụp đổ mất. Đương nhiên điều này vô cùng mệt mỏi. Bởi vì sức mạnh của cổ thực sự quá kinh khủng. Nơi xa, Nguyên Đế bị cổ đánh liên tục, không đúng, đây phải gọi là ngược đãi. Nguyên Đế ở trước mặt cổ thực sự chẳng có chút sức đánh trả nào. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô lão tràn ngập vẻ sợ hãi. Diệp Huyên nhìn cô lão, vẻ mặt ông ta thay đổi. Sau đó ông ta vội vàng cúi người xuống. Tôn nghiêm ư. Giờ khắc này, ông ta chỉ muốn sống. Bởi vì ông ta biết nếu ngoan cố thì chắc chắn sẽ chết, cổ không phải người mềm lòng nhân từ. Đúng lúc này A-Lan đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyên nhìn A-Lan, ánh mắt A-Lan đang nhìn Nguyên Đế phía xa. Đúng lúc này, Nguyên Đế giống to một tiếng, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Một luồng ánh sáng trắng phóng lên trời từ chỗ Nguyên Đế. Diệp Huyên nhìn ánh sáng trắng ấy, lâu lắm rồi hắn chưa thấy ai gọi tổ tông. Xa xa,
Nguyên đế gần giọng hung tợn nói, nếu các ngươi đã muốn cá chết lưới rách thì cùng cá chết lưới rách đi. Ai sợ ai? Cổ khinh thường nhìn nguyên đế, chỉ dựa vào ông mà cũng đòi cá chết lưới rách à? Nguyên đế giận dữ chỉ vào cổ đừng có mà kiêu ngạo. Cổ bật cười, phất lờ nguyên đế, sau đó quay người nhìn luồng ánh sáng trắng phía xa, dưới ánh mắt của mọi người, một ông lão áo trắng xuất hiện trong luồng sáng trắng ấy. Khóe miệng cổ hơi nhếch lên, Nguyên Thiên. Nguyên Thiên, người sáng lập ra đế quốc Nguyên. Năm xưa ông ta cũng là một cường giả siêu cấp có thể hô mưa gọi gió. Sau khi Nguyên Thiên xuất hiện, ông ta nhìn cổ, khẽ chau mày. Đương nhiên ông ta không biết cổ, bởi hai người không cùng thời đại. Nguyên Thiên nhìn cổ, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghiêm túc nặng nề. Dù không biết cổ, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nàng ta. Lúc này thiên đạo ở bên cạnh khẽ thở dài một tiếng. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Định đánh hội đồng đây mà. Ông ta không sợ hai bên đánh nhau, ông ta chỉ sợ nguyên giới bị xóa sổ. Nếu nguyên giới bị xóa sổ thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Cổ bật cười, Nguyên Thiên, tiếc là ông chỉ là một linh hồn, nếu không sẽ còn thú vị hơn nữa. Nguyên Thiên trầm giọng bảo, không biết đế quốc nguyên của ta có ân oán gì với các hạ vậy. Cổ cười, chẳng phải đời sau của ông đang ở ngay bên cạnh ông đấy à? Ông có thể hỏi ông ta. Nghe vậy, Nguyên Thiên quay sang nhìn Nguyên Đế do dự một chút rồi giải thích nguyên nhân hậu quả một lượt. Ông ta không hề thêm mắm dặm muối hay lừa gạt tổ tiên. Phi thực tế, nói dối trước mặt cường giả cấp bậc này là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nghe xong lời Nguyên Đế nói, Nguyên Thiên thở dài, nhìn Diệp Huyên phía xa rồi bảo, tiểu hữu, chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình được không? Đế quốc Nguyên ta sẵn sàng bồi thường tổn thất cho tiểu hữu. Diệp Huyên nhìn Nguyên Thiên, giết Nguyên Đế này, mọi thứ của đế quốc Nguyên sẽ là của ta, không phải sao? Nguyên Thiên khẽ gật đầu, đúng. Nói xong ông ta cười nhẹ, nếu tiểu hữu không muốn giải quyết trong hòa bình vậy lão phu cũng chỉ có thể tận lực thôi. Ông ta còn chưa nói xong đã biến mất rồi lao đi. Mục tiêu là Diệp Huyên. Ông ta biết giết cổ là điều không thể, mà A-Lan bên cạnh, ông ta cũng không có tự tin. Chỉ có Diệp Huyên là yếu nhất. Giết giặc bắt vua trước. Khống chế được Diệp Huyên thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Mà khi Nguyên Thiên ra tay thì Nguyên Đế đã vào tới trước mặt cổ. Hiển nhiên là ông ta định ngăn cản cổ. Hai người đã bàn bạc xong. Hạ gục Diệp Huyên trước. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Lúc này cô lão ngăn Nguyên Đế lại, đồng thời cổ cũng lao về phía Nguyên Thiên. A-Lan thì đứng bên cạnh Diệp Huyên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dầm. Sau tiếng nổ vang vọng, Nguyên Đế bị buộc phải dừng lại, còn Nguyên Thiên thì cũng bị cổ đẩy lùi trong thoáng chốc. Sau khi dừng lại, Nguyên Đế tức giận trừng mắt nhìn cô lão cẩu. Ông dám phản bội ta. Thực ra vừa nãy trước khi ra tay, ông ta đã nói với cô lão, hy vọng cô lão có thể giữ chân A-Lan, như vậy Nguyên Thiên sẽ có thể giải quyết được Diệp Huyên. Chỉ cần giải quyết được Diệp Huyên thì bọn họ sẽ có thể chuyển từ thế bất lợi sang thế thắng. Nhưng ông ta không ngờ là cô lão lại phản bội. Nghe Nguyên Đế nói vậy, cô lão khẽ thở dài, không nói gì. Nguyên Đế và Nguyên Thiên rõ ràng muốn sống mái một trận. Ông ta không ngu, lúc này mà đứng về phía đế quốc Nguyên thì chẳng phải là đầu bị kẹp cửa sao. Đứng về đế quốc Nguyên sống mái một trận thì chắc chắn sẽ phải tìm đường sống trong chỗ chết, mà đứng về phía Diệp Huyên thì nhất định sẽ thắng, hơn nữa còn có thể lấy công chuộc tội. Hiện giờ Diệp công tử có thể gây khó dễ được cho ông ta không? Có thể đòi ông ta bồi thường được không? Nghĩ đến đây, cô lão không khỏi cảm kích nhìn Nguyên Đế. Về phần thiên đạo. Ông ta không giúp ai hết, bởi ông ta cần phải bảo vệ thời không của thế giới này. Ngay lúc này, thời không xung quanh đây gần như hoàn toàn sụp đổ. Xa xa, cổ nhìn Nguyên Thiên nói, tạm biệt. Nói xong nàng ta đột nhiên tiến về phía trước, bổ xuống một rìu. Nguyên Thiên không phản kháng, vì ông ta biết trạng thái của mình bây giờ trước mặt cổ, mọi phản kháng đều là vô nghĩa. Nguyên Thiên quay đầu nhìn đế quốc Nguyên. Ông ta biết sau này thế gian không còn đế quốc Nguyên nữa. Nghĩ đến đây, ông ta bất giác thở dài. Cũng là tiếng thở dài cuối cùng.
Bùm! Nguyên Thiên đã hoàn toàn bị xóa sổ. Lúc này, cổ quay người nhìn Nguyên Đế dữ tợn quay đi biến mất ở chân trời. Chạy trốn! Lúc này Thiên Đạo chợt lên tiếng, phong! Ầm! Ngay lập tức, một kết giới khổng lồ phong tỏa nơi này lại. Ầm! Nguyên Đế đã bị ngăn lại. Lúc này cổ xuất hiện trước mặt ông ta, Nguyên Đế quay lại giống lên với Thiên Đạo, đồ vô dụng. Thứ vô dụng. Vẻ mặt Thiên Đạo không cảm xúc, đồ ngu ngốc, thứ ngu si. Nghe vậy, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn Thiên Đạo, sao Thiên Đạo này lại hơi có vẻ của hệ Ngân Hà nhỉ? Thấy Diệp Huyên nhìn lại, Thiên Đạo cười ngượng rồi nhìn Nguyên Đế, đến giờ ông vẫn chưa nhìn rõ tình hình à? Ta chỉ có thể nói rằng ông đúng là đồ ngu. Nguyên Đế muốn nói gì đó nữa nhưng cổ không cho ông ta cơ hội, chém một rìu về phía ông ta. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Đạo thay đổi, mau chóng ra tay củng cố thời không nơi này. Ông ta là người bận rộn nhất ở đây. Hơn nữa còn chưa bao giờ nhỏ bé đến thế. Đùng đoàng. Nơi xa, Nguyên Đế bị một rìu của cổ chém bay xa mấy vạn trượng, đến khi ông ta dừng lại thì toàn thân đã nứt toác, máu bắn tung tóe. Nguyên Đế không quan tâm đến cổ mà nhìn Diệp Huyên, giận dữ nói, Diệp Huyên, người có dám chiến đấu tay đôi với ta không? Nghe vậy Diệp Huyên cau mày, đầu óc ông có vấn đề à? Sao ta phải đấu tay đôi với ông? Nguyên Đế còn định nói gì đó nữa thì Diệp Huyên đã vung tay, giết đi. Cổ vào tới. Thấy cổ lại lao tới, Nguyên Đế nổi khùng nổi đóa cổ, dù sao cô cũng là thiên kiêu một đời, sao lại thành tay sai cho người khác thế? Cổ chớp mắt, đến người lợi hại như ta cũng phải đi theo người khác. Đầu heo ông sao không nghĩ lại xem. Nghe vậy Nguyên Đế sửng sốt, giây tiếp theo ông ta bỗng quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi là con trai của chủ nhân bút đại đạo. Mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm lại, mẹ kiếp, cái quái gì thế, Nguyên Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thế mà ngươi lại là con trai của chủ nhân bút đại đạo. Đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu Nguyên Đế nứt ra. Giây tiếp theo một luồng kiếm quang chém thẳng xuống, Nguyên Đế còn chưa kịp phản ủng đã bị kiếm quang này bay thẳng vào đỉnh đầu. Ầm. Nguyên Đế run rẩy kịch liệt sau đó biến mất, trực tiếp bị xóa sổ. Cổ ở trước mặt Nguyên Đế chết lặng. Mọi người cũng chết lặng. Cứ thế chết luôn à. Diệp Huyên hơi sợ hãi nhìn vào tinh không, trong lòng không khỏi thầm nói, má ơi, phụ thân đang quan sát nơi này sao? Diệp Huyên rời mắt. Hắn cảm thấy sau này khi nói năng phải cẩn thận hơn một chút. Thật đáng sợ. Lúc này cổ đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn nói, bây giờ phải làm gì? Mọi người cũng đều quay ra nhìn hắn. Diệp Huyên nhìn Nguyên Đế phía xa, một khi Nguyên Đế chết thì đế quốc Nguyên sẽ như rắn mất đầu. Diệp Huyên đột nhiên nói, cho đế quốc Nguyên đổi hoàng đế đi. Nghe vậy, cổ sửng sốt rồi nói, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nếu không nguyên giới sẽ rất loạn, một khi loạn thì những người tầng lớp phía dưới sẽ khó mà sống được. Hơn nữa chúng ta cũng không có năng lực điều khiển cả đế quốc này. Cổ gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi. Nói xong hắn đi về phía Nguyên Đế. Mà khi họ đi tới cửa thì thấy một người đàn ông trẻ đang đứng đó. Người đàn ông trẻ mặc áo bào màu vàng, vẻ mặt điềm tĩnh. Thấy Diệp Huyên, hắn ta hơi cúi đầu, Diệp công tử, mọi tài sản trong thành này công tử có thể lấy thoải mái, chỉ xin công tử đừng làm hại người tộc ta và người trong thành. Diệp Huyên cười, ngươi là ai? Người đàn ông trẻ đáp, thái tử của đế quốc Nguyên, Nguyên Thanh Hợp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ là hoàng đế của đế quốc Nguyên. Nguyên Thanh Hợp hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra ý của Diệp Huyên. Hắn đang có ý định đào tạo một con rối. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Thanh Hợp chợt trở nên phức tạp. Lúc này Diệp Huyên cười bảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tạo ngươi trở thành con rối đâu. Nguyên Thanh Hợp nhìn Diệp Huyên nói tiếp, ta chỉ có một yêu cầu đó là ta muốn mở một thư viện ở Nguyên giới, mà ta cần đế quốc Nguyên của ngươi giúp đỡ xây dựng, ngoài ra mọi thứ ở đế quốc Nguyên vẫn như cũ. Nguyên Thanh Hợp trầm giọng hỏi lại, Diệp công tử nói thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, thật. Nói rồi hắn nhìn sang cổ, giết Thu Nguyên đi. Cổ giơ tay vung rìu. Phập. Ở một nơi nào đó trong thành,
đầu của một ông lão bay lên trời. Xiết trong một giây. Ở cổng thành, cổ nhìn Diệp Huyên cười bảo, xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, nhìn Nguyên Thanh Hợp, việc xây dựng học viện của ta giao cho đế quốc Nguyên các ngươi nhé. Lát nữa ta sẽ cho người tới đối soát với ngươi. Nguyên Thanh Hợp gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên quay sang nhìn Thiên Đạo trên bầu trời, cười nói cảm ơn. Thiên Đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong ông ta quay đi biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên lại nhìn sang cô lão, ông ta lập tức cười tâu toét, chào Diệp thiếu. Diệp Huyên cười, ân oán giữa chúng ta đã được xóa sạch. Nói xong hắn quay người rời đi. Cô lão thở phào nhẹ nhõm. Có thể sống rồi. Cô lão nhìn Diệp Huyên rời đi, khẽ thở dài. Giờ khắc này ông ta vẫn còn sợ hãi, dù đã đến trật tự cảnh nhưng rất nhiều lúc, chỉ bất cần chút thôi là sẽ không thể trở mình ngay. Nghĩ đến đây, cô lão lắc đầu, quay lưng rời đi. Sau này phải khiêm tốn một chút. Nguyên Thanh Hợp nhìn về phía xa, im lặng không nói. Lúc này một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Nguyên Thanh Hợp, nàng ta nhìn về nơi xa u oán nói, Thanh Hợp, nhà họ Nguyên chúng ta phải ghi nhớ mối thù này. Nguyên Thanh Hợp đột nhiên quay lại vung tay tát. Chát! Một cái tát giòn tan vang lên. Người phụ nữ chết lặng. Nguyên Thanh Hợp lạnh lùng nhìn nàng ta, có não không thế? Người ta đến trật tự cảnh còn chẳng thèm coi ra gì, chẳng lẽ lại để tâm đến chúng ta? Hơn nữa chẳng lẽ cô không biết cô nương bên cạnh hắn là ai? Người đứng đầu thời đại cổ, người đầu tiên đạt đến trật tự cảnh, là người dám chống lại chủ nhân bút đại đạo đấy. Mà bây giờ nàng ta lại đi theo Diệp Huyên, đi theo Diệp Huyên, dùng cái đầu heo của cô nghĩ đi, đó là người chúng ta có thể báo thù được sao? Người phụ nữ hơi tủi thân, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Nguyên Thanh Hợp chậm chậm nhắm mắt lại, bỏ qua thì đế quốc Nguyên được sống tiếp. Không bỏ qua thì trên đời sẽ không còn đế quốc Nguyên nữa. Người phụ nữ im lặng. Nguyên Thanh Hợp đột nhiên lên tiếng, truyền lệnh xuống, triệu tập toàn bộ thợ thủ công trong nước đến Nguyên Đô, xây dựng thư viện cho Diệp công tử. Còn nữa, chọn ra một nhóm tộc nhân ưu tú để họ vào thư viện trước. Nói rồi hắn ta nhẹ giọng bảo, sau này vũ trụ tứ phương sẽ thuộc về thư viện. Sau khi Diệp Huyên đưa cổ và A-Lan rời đi thì ba người đến một tinh không chết chóc. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi lại nhìn cổ, bây giờ ta đang là thiên đạo cảnh, muốn đạt đến nhân gian cảnh. Cổ ngắt lời, muốn đạt đến nhân gian cảnh thì phải đạt đến thiện ác cảnh trước, mà ngươi có biết thiện ác cảnh không? Diệp Huyên xòe tay ra, hai luồng kiếm ý từ từ bay ra từ lòng bàn tay hắn. Kiếm ý thiện ác. Nhưng bây giờ kiếm ý thiện ác đã hợp nhất với kiếm ý nhân gian, trở thành một phần của kiếm ý nhân gian. Nhìn thấy kiếm ý thiện ác của Diệp Huyên, trong mắt cổ hiện lên vẻ kinh ngạc, một lát sau nàng ta khẽ nói, thế này thì dễ dàng hơn nhiều rồi. A-Lan ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười, thật sao? Cổ gật đầu, vào tiểu tháp đi. Nói xong ba người vào tiểu tháp. Đây là lần đầu tiên A-Lan vào tiểu tháp, khi vào tiểu tháp, A-Lan cũng hơi giật mình, sau đó vẻ ngạc nhiên trong mắt nàng ấy biến thành nghiêm nghị. Lúc này cổ đột nhiên nói, thiện ác cảnh là cảnh giới do chủ nhân bút đại đạo đặt ra, mục đích chủ yếu của cảnh giới này là khiến con người biết thế nào thiện, thế nào là ác. Chủ nhân bút đại đạo đặt ra một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh về thiện ác. Trong mắt ông ấy, rất nhiều chuyện đúng là đúng, sai là sai. Nói tới đây nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp, đương nhiên rất nhiều lúc đúng sai cũng rất phức tạp, nhiều chuyện ngươi thấy là sai, nhưng trong mắt người khác lại là đúng. Vì thế nhìn nhận sự việc từ những góc độ khác nhau ngươi sẽ phát hiện kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Vậy nên muốn phân biệt đúng sai thì phải xem bản thân mình. Cá nhân ta hiểu là trong lòng mỗi người cần có một thước đo chính nghĩa, dùng chiếc thước này để đo đúng sai, phán xét lương tâm của mình. Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, ta hiểu rồi. Cổ nháy mắt, ngươi hiểu thật chứ? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ta rất ngốc sao? Cổ cười, không, không, nếu ngươi hiểu rồi thì bắt đầu tu luyện đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có phương pháp tu luyện không? Cổ cười đáp, nếu là người khác thì sẽ cần phương pháp tu luyện, nhưng ngươi thì không. Bởi ngươi đã có kiếm ý thiện ác rồi, chỉ là trước đây ngươi đã bỏ qua nó.
bây giờ ngươi có thể dùng kiếm ý thiện ác này để đạt đến thiện ác cảnh. Diệp Huyên nhìn cổ, không nói gì. Cổ trầm giọng bảo, chẳng phải ngươi nói mình đã hiểu sao? Diệp Huyên hơi bất lực. A Lan ở bên cạnh lại cười bảo, Diệp công tử chưa tu luyện thiện ác cảnh bao giờ, cũng bình thường thôi. Nói xong nàng ấy đi tới trước mặt Diệp Huyên, chỉ vào đầu mày của hắn. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Huyên hiện lên vô số hình ảnh, còn có vô số phương pháp tu luyện. Làm thế nào để tu luyện được thiện ác cảnh? Một lúc sau, Diệp Huyên khoanh chân ngồi trên mặt đất, xòe hai tay ra, vô số kiếm ý xuất hiện. Kiếm ý thiện ác. Cổ ngồi bên cạnh, sau đó thuận thế nằm lên một tảng đá, hai tay đặt sau đầu ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, không biết đang nghĩ gì. A Lan ngồi xuống cạnh cổ, tiếp theo đây cô có kế hoạch gì? Cổ nói nhỏ, ra ngoài thăm thú. Ra ngoài. A Lan ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, không biết bên ngoài sẽ là thế giới thế nào. Cổ mỉm cười, thế nên mới muốn đi xem. Nói xong nàng ta nhìn A Lan, cô thì sao? Im lặng một lát A Lan mới đáp, ta muốn ở lại vũ trụ tứ phương. Cổ lắc đầu, ta đã không còn lưu luyến gì với nơi này nữa rồi. A Lan cười, cổ tông thì sao? Cổ nhún vai, điều bọn họ không muốn nhất lúc này là ta trở lại. Nếu ta về sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ. A Lan lắc đầu mỉm cười. Cổ nhìn Diệp Huyên nơi xa rồi bảo, phải để tên này đạt đến trật tự cảnh đã rồi mới ra ngoài được, nếu không đến lúc đó sẽ rất phiền phức. A Lan quay sang nhìn Diệp Huyên, trật tự của hắn có đảo lộn trật tự của chủ nhân bút đại đạo không? Nghe câu này, cổ im lặng. A Lan quay đầu nhìn cổ. Cổ im lặng rất lâu mới lại lên tiếng, ta không biết. Nhưng ta biết nếu trên đời có ai có thể đảo lộn được trật tự của chủ nhân bút đại đạo thì chắc chắn chính là hắn. A Lan hơi bất ngờ, vì sao? Cổ nhàn nhạt nói, vì hắn không sợ chủ nhân bút đại đạo. Ngược lại chủ nhân bút đại đạo còn hơi dè chừng hắn nữa. A Lan trầm mặc. Cổ nhìn A Lan nói, vẫn còn hơi trẻ, thiếu sự chín chắn, nhiều lúc không được trưởng thành lắm. Nếu không kiếm ý nhân gian của hắn sẽ còn mạnh hơn nữa, cần phải trải qua nhiều chuyện hơn mới được. A Lan nói, cô định đi theo hắn mãi à? Cổ gật đầu. A Lan nhìn cổ cười, đi theo hắn sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu không chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ lại bị chủ nhân bút đại đạo sắp đặt. A Lan lắc đầu cười. Đúng lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên. Người đang ngồi khoanh chân dưới đất ở nơi xa. Bùm! Ngay tức khắc, không gian xung quanh Diệp Huyên sôi trào, đồng thời hai luồng kiếm ý bay ra từ cơ thể hắn, phóng lên trời. Kiếm ý nhân gian. Hai luồng kiếm ý này xuất hiện, kiếm thanh huyên trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên. Cổ và A Lan đứng dậy, hai người đi tới trước mặt Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên chợt mở mắt, mắt hắn một bên đen một bên trắng. Kiếm ý thiện ác. Diệp Huyên xòe tay ra, trong nháy mắt kiếm ý xung quanh chợt bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyên hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, hưng phấn nói, thiện ác cảnh. Cổ quan sát Diệp Huyên rồi bảo, phóng thử kiếm ý thiện ác của ngươi đi xem nào. Diệp Huyên xòe tay ra, một luồng kiếm ý tuôn ra, kiếm ý này một nửa màu đen một nửa màu trắng. Cổ vươn tay bắt lấy kiếm ý, một lát sau nàng ta khẽ nói, rất lợi hại. Diệp Huyên vội hỏi, như thế nào? Cổ nhìn Diệp Huyên, thiện ác cảnh của ngươi bổ sung cho kiếm đạo, uy lực của nó mạnh hơn thiện ác cảnh bình thường rất nhiều. Chúc mừng! Diệp Huyên cười tâu toét, cảm ơn. Cổ bỗng nhiên hỏi, có muốn ra ngoài xem thế nào không? Diệp Huyên hỏi, bên ngoài vũ trụ tứ phương hả? Cổ gật đầu, đi va chạm xem thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cổ không hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười giải thích, ta muốn đạt đến trật tự cảnh rồi mới ra ngoài. Sau này khi ta chưa vô địch thì sẽ không đi tới nơi tiếp theo. Sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Phát triển thư viện. Bây giờ Diệp Huyên chỉ muốn phát triển thư viện và thiết lập trật tự của riêng mình. Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của cường giả trật tự cảnh khi đánh nhau, hắn lại càng khao khát. Trật tự cảnh. Đây mới là cường giả tuyệt thế thật sự. Cổ trầm giọng hỏi, người định thiết lập trật tự ở vũ trụ tứ phương à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế.
Cổ ngẫm nghĩ rồi bảo, cũng được. Diệp Huyên cười, cảm ơn cổ cô nương và A-Lan cô nương đã giúp đỡ ta rất nhiều. Cổ cười nói, chúng ta đều là công cụ, muốn chúng ta làm gì thì ngươi cứ nói. Diệp Huyên cười, ta sẽ không khách sáo đâu. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đưa hai người đến đế quốc Nguyên. Mà lúc này dưới sự giúp đỡ của Nguyên giới, thư viện Quan Huyên ở Nguyên giới đã được thành lập. Diện tích cả vạn dặm, có tới 1.008 cung điện. Diệp Huyên nhìn thấy quy mô của thư viện này thì choáng váng. Ám quân đứng cung kính ở cổng học viện, bên cạnh hắn ta là Nguyên Thanh Hợp. Nguyên Thanh Hợp cười nhẹ, Diệp công tử có hài lòng không? Diệp Huyên gật đầu, rất được. Nguyên Thanh Hợp gật đầu, ta có ý này, Diệp công tử có thể lắng nghe thử. Để chiêu mộ nhân tài, đế quốc Nguyên đã lập ra cuộc thi khoa cử, sau này đế quốc Nguyên có thể hợp tác với thư viện, trong thư viện có ai học hành thành tài, muốn làm quan thì có thể gia nhập đế quốc Nguyên. Đương nhiên mỗi năm đế quốc Nguyên ta cũng sẽ cung cấp rất nhiều học sinh xuất sắc cho thư viện. Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi đáp, được. Nguyên Thanh Hợp giật mình, sau đó hỏi lại, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, cười bảo, thật. Học xong có chỗ để dùng mới là mục đích của hắn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến nhiều trẻ em nghèo được đi học hơn, bởi chỉ có học mới có con đường sống. Không phải tất cả mọi người đi học đều vì tu thân dưỡng tính, nhiều người còn vì muốn thành công, vì thế hợp tác với đế quốc Nguyên có thể khiến cho nhiều trẻ em nghèo được tham gia hơn. Diệp Huyên đột nhiên nói, mỗi năm đế quốc Nguyên không thể cung cấp quá nhiều học sinh, phần đa vẫn là do thư viện của ta tự chọn ở Nguyên giới. Mà thư viện ta chọn học sinh, đế quốc Nguyên không được ngăn cản. Nguyên Thanh Hợp vội vàng gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên cười bảo, yên tâm. Thư viện của ta không có ý định xưng bá, cũng không định áp đảo đế quốc Nguyên của ngươi, chúng ta và đế quốc Nguyên là quan hệ hợp tác. Đương nhiên một ngày nào đó sau này có thể thư viện sẽ có tranh đấu với đế quốc Nguyên của ngươi, nhưng đó là chuyện của sau này, để người đời sau giải quyết đi. Hắn rất rõ, phát triển tới một ngày nào đó có thể đế quốc Nguyên và thư viện sẽ nảy sinh mâu thuẫn, dù sao một núi không thể có hai hổ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Nguyên Thanh Hợp cũng gật đầu, không ai có thể đảm bảo được sau này sẽ thế nào. Tất nhiên Nguyên giới hiện giờ phải tôn trọng thư viện trước. Bởi Diệp Huyên vẫn còn ở đây. Diệp Huyên nhìn ám quân, chuyện chiêu mộ nhân tài làm thế nào rồi? Ám quân gật đầu, đã chiêu mộ được một số người hướng dẫn rồi, nếu có cường giả trật tự cảnh trấn tỏa thì sẽ càng tốt. Diệp Huyên bảo, ta đã tìm cho ngươi một người rồi. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn A-Lan, A-Lan vô nương, tạm thời võ viện sẽ do cô quản lý, không có vấn đề gì chứ. A-Lan gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Huyên cười, vậy thì không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Thực ra bây giờ hắn phát hiện muốn thành lập thư viện thật sự không có gì khó. Cần tiền có tiền, cần người có người. Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên chợt bảo, A-Lan cô nương, nơi này giao cho cô nhé. Còn nữa ta cần mở thư viện ở một vài nơi khác trong vũ trụ tứ phương này. Một mình ám quân đi e là không suôn sẻ lắm, vậy nên. A-Lan gật đầu, ta đi cùng hắn. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt quá. Nói xong hắn quay lại nhìn cổ cô nương đi theo ta đi. Cổ cười hỏi, đi đâu? Diệp Huyên cười bảo, đi gặp một người muội muội của ta. Cổ ngẩn ra, người có bao nhiêu muội muội? Diệp Huyên nghĩ một lát rồi đáp, 6-7 người gì đó. Cổ sầm mặt, đều đánh nhau rất giỏi à. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt của cổ cứng đờ. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi. Nói xong hắn quay người đi trước. Cổ im lặng một lúc rồi cũng theo sau. Ở một tinh không nào đó, Vô Biên Chủ dẫn Tăng Vô và Thần Minh chậm rãi bước đi. Tăng Vô hỏi, Vô Biên. Chúng ta sắp ra khỏi vũ trụ tứ phương à? Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô do dự một lúc rồi bảo, không ở lâu hơn chút à? Vô Biên Chủ khẽ nói, bây giờ vũ trụ tứ phương là địa bàn của Kháo Sơn Vương, ở lại thêm làm gì nữa? Tăng Vô nhìn Vô Biên, không nói gì nữa. Lão ta hiểu rồi. Vô Biên Chủ đang cố gắng tránh xa Kháo Sơn Vương, nhưng có vẻ đều không thành công. Thần Minh bỗng cất lời, Vô Biên, bây giờ chúng ta đang ở vũ trụ tứ phương,
ra vũ trụ bên ngoài liệu có gặp nguy hiểm gì không? Vô biên chủ ngẫm nghĩ rồi đáp, là các ngươi gặp nguy hiểm chứ không phải ta, cảm ơn. Thần minh. Vô biên chủ lại nói, đương nhiên, các ngươi đi theo ta thì sẽ không có nguy hiểm gì. Tăng vô nhìn vô biên chủ, đi theo vô biên rất an toàn. Vô biên chủ bật cười lớn. Thần minh chợt bảo, bên ngoài vũ trụ tứ phương là vũ trụ gì? Tăng vô cũng nhìn vô biên chủ nhẹ giọng đáp, vũ trụ ngũ phương. Mẹ kiếp! Tăng vô bật thốt tiếng chửi thề. Vô biên bật cười lớn, đùa thôi, ngoài vũ trụ tứ phương là hỗn độn thiên vực, là một nơi cực kỳ hỗn loạn. Tăng vô nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo không quản lý sao? Vô biên chủ thản nhiên nói, có, nhưng người biết không? Nơi đó đã từng chết ít nhất một pháp tắc thiên đạo. Hơn nữa còn là kiểu chết không rõ nguyên nhân. Tăng vô trầm giọng bảo, có người dám khiêu khích chủ nhân bút đại đạo sao? Vô biên chủ thở dài, đương nhiên bọn chúng không dám quang minh chính đại khiêu khích, nhưng bọn chúng chơi xấu sau lưng. Mà chủ nhân bút đại đạo cũng không thể nào ở lại nơi này mãi được. Tăng vô nhẹ giọng bảo, xem ra chủ nhân bút đại đạo cũng chẳng ra sao. Vô biên chủ nhìn tăng vô, sao ngươi dám nói thế? Tăng vô cười ngượng. Vô biên chủ lắc đầu, không phải y không mạnh, mà là do y phải quản lý quá nhiều nơi. Đừng nói y, cho dù để cô gái váy trắng quản lý thì cũng không làm được gì. Bởi vì quản lý vũ trụ khác với hủy diệt vũ trụ. Hủy diệt vũ trụ chỉ cần một kiếm, còn quản lý cả một vũ trụ. Nói rồi ông ta lại lắc đầu, cực kỳ phiền phức. Tăng vô trầm giọng bảo, đúng thế. Vô biên chủ nhìn về nơi sâu trong tinh không, nhẹ nhàng nói, thật ra y cũng không dễ dàng gì. Nếu không có y thì thế giới này sẽ càng loạn, loạn tới nỗi không thể tưởng tượng được. Mà y cũng gần như là kẻ thù của tu sĩ toàn bộ vũ trụ. Ngươi muốn người ta tuân thủ trật tự của ngươi thì ngươi phải khuất phục được người ta trước. Tăng vô hỏi, ông không giúp y à? Vô biên chủ nhàn nhạt bảo, giúp cái con khỉ. Y có mệt hay không liên quan quái gì đến ta? Tăng vô. Chẳng mấy chốc ba người đã đến biên giới. Ở nơi không xa trước mặt ba người có một tấm bia đá cực lớn, trên đó có khắc bốn chữ lớn, hỗn loạn thiên vực. Vô biên chủ nói, chúng ta đến rồi. Nói rồi ba người đi qua biên giới, vừa qua biên giới đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ba người, ông ta đeo một thanh kiếm dài trên lưng, vẻ mặt không cảm xúc người của vũ trụ tứ phương. Vô biên chủ gật đầu, đúng. Người đàn ông trung niên quan sát vô biên chủ, sau đó khẽ lắc đầu, quay người bỏ đi. Vô biên chủ nhíu mày, chờ chút. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn vô biên chủ có chuyện gì? Vô biên chủ hỏi, người đang chờ người à? Người đàn ông trung niên gật đầu. Vô biên chủ nhìn ông ta, chờ ai? Ông ta lắc đầu, không liên quan đến ngươi. Nói xong ông ta quay đi. Vô biên chủ đột nhiên hỏi, có phải một người tên là Diệp Huyên không? Người đàn ông trung niên sửng sốt, quay lại nhìn vô biên chủ, ngỡ ngàng hỏi, sao ngươi biết? Nghe vậy, vẻ mặt vô biên chủ trầm xuống. Tăng vô và thần minh bên cạnh ông ta nhìn nhau, trong mắt hai người đều là vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng. Chờ Diệp Huyên, vô biên chủ ngẫm nghĩ rồi bảo, tạm thời hắn sẽ không tới nơi này đâu, ngươi không cần đợi nữa. Người đàn ông trung niên nhíu mày, có ý gì? Vô biên chủ không nói thêm nữa, dẫn Tăng Vô và thần minh rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn vô biên chủ, không nói gì, người trước mặt cho ông ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở đằng xa, Tăng Vô hỏi vô biên chủ, vô biên, sao ông biết ông ta đang chờ Diệp công tử? Còn nữa, ông ta là ai? Vô biên chủ khẽ đáp, câu hỏi thứ nhất, ta đoán. Câu hỏi thứ hai, ta không biết. Tăng vô trầm giọng hỏi, đoán ư? Vô biên chủ gật đầu. Vẻ mặt tăng vô trở nên cổ quái. Vô biên chủ đột nhiên trao mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, giây tiếp theo ông ta trầm giọng nói, ở đây không có thiên đạo. Không có thiên đạo. Thần minh và tăng vô nhìn nhau, tăng vô đang định lên tiếng thì vô biên chủ lại nói, thiên đạo này hẳn là lại bị giết rồi. Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong tinh không, chẳng mấy chốc ông ta đã thấy một bóng dáng mờ ảo trên đỉnh núi. Đúng lúc này, bóng mờ ấy đột nhiên quay lại chém ra một kiếm.
phập. Tinh không vô tận bị phá tan, kiếm quang trong nháy mắt chém tới trước mặt vô biên chủ. Vô biên chủ híp mắt, tiến lên trước một bước, tay phải tung ra một quyền. Chỉ một quyền, tinh không vô tận đã sôi sục và bùng cháy. Một quyền vạn đạo. Đoàng. Sau tiếng nổ vang vọng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng thảng thốt của thần minh và tăng vô, vô biên chủ liên tiếp bị đẩy lùi ra xa cả nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt hai người đều trở nên nặng nề. Vô biên chủ cũng bị đẩy lùi ư. Hai người họ đã sốc đến mức không thể sốc hơn. Từ trước đến nay hầu như vô biên chủ vẫn luôn là vô địch. Sau khi vô biên chủ dừng lại, ông ta nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm có một vết kiếm rất sâu. Ông ta im lặng một hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi sâu nhất trong tinh không xa xôi, bóng mờ đó dần ngưng tụ thành thực thể. Nàng ta mặc váy đen, cầm thanh kiếm dài lạnh lùng nhìn vô biên chủ, sau đó quay sang nhìn bên phải, bắt đầu từ hôm nay hỗn loạn thiên vực sẽ do Huyền Thanh Tông ta quản lý, theo ta thì sống, trái ta thì chết, kẻ nào không phục cứ việc tới báo thù, ta đang buồn vì không có người nào để giết đây. Cả hỗn loạn thiên vực đều im lặng như tờ. Xung quanh người phụ nữ mặc váy đen có mười mấy chiếc đầu đầy máu, trong đó có một cái là của thiên đạo vừa mới tới chưa lâu. Mà những người còn lại đều là bá chủ siêu cấp của hỗn loạn thiên vực. Vô biên chủ đột nhiên lên tiếng, đi thôi, tới nơi tiếp theo đi, chúng ta không dây vào người này được đâu. Nói xong ông ta bỏ đi. Vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên hiện giờ đều do Thanh Khâu quản lý, mà dưới sự quản lý của Thanh Khâu, thư viện quan huyên của vũ trụ quan huyên cũng ngày càng tốt hơn. Bây giờ thế lực mạnh nhất vũ trụ quan huyên chính là thư viện quan huyên. Mà tín ngưỡng chi lực chủ yếu của Diệp Huyên cũng đến từ vũ trụ quan huyên. Thư viện quan huyên. Giống như tiên bảo các, thư viện quan huyên cũng không có viện chính, bởi vì thư viện quan huyên không ngừng mở học viện mới, lại thêm Diệp Huyên cũng chưa từng đề cập đến chuyện này nên thư viện quan huyên hiện tại vẫn chưa có viện chính. Trong một thư viện nào đó, ở trong sân, Thanh Khâu đang ngồi trên ghế đá, trong tay là một cuốn sách cổ dày cộp. Giờ phút này nàng ấy đang đọc rất tập trung chăm chú. Dường như cảm nhận được điều gì, Thanh Khâu đột nhiên buông cuốn sách cổ xuống, khóe miệng hơi cong lên. Lúc này, Diệp Huyên và cổ xuất hiện trước mặt Thanh Khâu. Nhìn thấy Diệp Huyên, Thanh Khâu lập tức nở nụ cười, nàng ấy đi đến trước mặt Diệp Huyên, kéo tay hắn khẽ gọi ca. Cổ ở bên cạnh quan sát Thanh Khâu, dần dần vẻ mặt nàng ta trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên cười hỏi, thời gian này vẫn ổn chứ? Thanh Khâu gật đầu, mọi thứ đều ổn. Diệp Huyên ngồi uống, nhà đầu, muội có biết đạo môn không? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên ngẩn ra. Thanh Khâu cười bảo, ta biết những thứ này làm gì? Ta biết huynh thôi là được rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, trong lòng rất ấm áp. Thanh Khâu nhìn cổ ở bên cạnh, vị cô nương này là ai vậy? Diệp Huyên giới thiệu, nàng ấy tên là Cổ, hiện giờ đi theo ta. Thanh Khâu khẽ gật đầu với Cổ coi như chào hỏi. Cổ cũng gật đầu đáp lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta muốn ở lại vũ trụ quan huyên một thời gian quản lý thư viện cùng muội. Thanh Khâu cười hỏi, vì sao? Diệp Huyên đáp, ta cảm thấy chủ nhân bút đại đạo nói đúng. Thiết lập một trật tự hoàn toàn mới không hề đơn giản, cũng không phải chơi đồ hàng, ta nên giảm tốc độ lại, không nên vội vàng tiến về phía trước nữa. Thanh Khâu suy nghĩ một lát rồi bảo, ta hiểu ý của huynh, nhưng có một điều này huynh sai rồi. Thiết lập một trật tự mới không cần phải tự mình làm, huynh chỉ cần học được cách dùng người là được. Vũ trụ rộng lớn thế này, nếu chuyện gì cũng cần huynh tự làm thì mệt chết mất. Diệp Huyên cười, cũng đúng. Chủ nhân bút đại đạo kia đúng là rất mệt mỏi. Cổ lên tiếng, sở dĩ ông ta mệt mỏi không chỉ vì chuyện gì ông ta cũng tự mình làm, còn một lý do nữa đó là vũ trụ mà ông ta quản lý hiện tại quá lớn, có rất nhiều chuyện buộc phải do ông ta đích thân ra mặt xử lý. Đương nhiên đây cũng là do ông ta đáng đời. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, huynh có thể củng cố lại mình, nhưng chuyện của thư viện thì cứ giao cho ta và tần quan cô nương đi. Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Không lâu nữa tín ngưỡng chi lực của huynh sẽ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Mà khi đó huynh sẽ có thể dùng những tín ngưỡng chi lực này để thiết lập trật tự của riêng mình. Trật tự. Diệp Huyên gật đầu,
Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của hắn hiện giờ là thiết lập trật tự của riêng mình, một khi thành công thì hắn sẽ đạt tới trật tự cảnh, khi đó hắn sẽ không còn là đệ đệ nữa. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Thanh Khâu, ta muốn tu luyện với muội một thời gian. Thanh Khâu cười hỏi, đi theo ta hả? Diệp Huyên gật đầu, tu luyện kiếm đạo. Thanh Khâu suy nghĩ giây lát rồi đáp, được. Diệp Huyên cười, vậy muội dẫn dắt ta nhé. Thanh Khâu gật đầu, đi theo ta. Nói xong nàng ấy đưa Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Cổ nhìn bầu trời rồi cũng đi theo. Rất nhanh, ba người đã tới một vùng tinh không, Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên cười hỏi, huynh muốn tu luyện kiếm đạo. Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu ngẫm nghĩ, kiếm đạo có rất nhiều kiểu, cũng có rất nhiều cách tu luyện, chẳng hạn như kiếm đạo sát nhân, chẳng hạn như kiếm đạo ngộ. Nói xong nàng ấy cười nhẹ, rất nhiều, rất nhiều. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, kiếm đạo sát nhân. Thanh Khâu gật đầu, kiếm đạo của kiếm chủ áo xanh tương đương với sát đạo, kiếm giết người, chiêu nào cũng lấy mạng, kiểu kiếm đạo này rất đáng sợ. Mà người tu luyện kiểu kiếm đạo này thường là những người có tính cách rất cực đoan. Diệp Huyên hơi tò mò, kiếm đạo ngộ thì sao? Thanh Khâu đáp, kiểu kiếm đạo này khá siêu hình. Tâm cảnh đột phá thì kiếm đạo sẽ đột phá, họ thường xuyên bế quan ngồi thiền tu hành cảm ngộ quanh năm, đương nhiên cũng có rất nhiều người đi lại trong thế gian, cảm ngộ nhân sinh của thế gian để rồi đột phá. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, ta thích hợp với kiểu nào? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, huynh cần củng cố lại đi đã, củng cố tức là cảm ngộ. Mà cảm ngộ của củng cố cần thời gian và trải nghiệm, không phải thiền định vài ngày là có thể hiểu được. Vì thế thích hợp với huynh nhất là chiến đấu. Thời khắc sinh tử có thể khiến con người đột phá được giới hạn của bản thân nhất. Chiến đấu. Diệp Huyên gật đầu, tìm đối thủ cho ta đi. Thanh Khâu gật đầu, tỉ thí bình thường không có hiệu quả. Cổ ở bên cạnh cùng cười bảo, đúng thế, tỉ thí bình thường, mọi người đều sẽ không ra sát chiêu, không có tác dụng. Muốn lĩnh ngộ trong sinh tử, chỉ có khi đối mặt với nguy hiểm thực sự. Thanh Khâu gật đầu, vậy nên ta sẽ đưa huynh tới một nơi đặc biệt. Diệp Huyên im lặng, nói thật hiện tại hắn không muốn bị đánh cho lắm. Thanh Khâu cười hỏi, huynh có muốn đi không? Diệp Huyên cười, có gì không muốn chứ? Thanh Khâu gật đầu, quay đi nhìn nơi sâu trong tinh không, xuyên qua vô số tinh hà. Một lúc lâu sau, Thanh Khâu bất chợt xòe tay, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên xuất hiện trong tay nàng ấy, nàng vung nó lên. Phụp! Thời không trước mặt nàng ấy tách ra. Một đường truyền tống sâu không thấy đáy xuất hiện phía trước. Thanh Khâu quay lại nhìn Diệp Huyên rồi nói, vào đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn đi vào trong lối đi. Diệp Huyên vừa vào trong truyền tống trận thì truyền tống trận đã biến mất. Thanh Khâu nhìn nơi sâu trong tinh không, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ. Lúc này cổ bỗng cười cất tiếng, Thanh Khâu cô nương có thể chỉ cho ta vài điều không? Thanh Khâu không suy nghĩ thêm nữa, quay sang nhìn cổ cười hỏi, cô nương muốn đánh với ta à? Cổ chớp mắt, ta chỉ muốn thỉnh giáo đơn thuần thôi. Thanh Khâu gật đầu, được. Khóe miệng cổ hơi nhếch lên, vậy ta ra tay nhé. Nói xong nàng ta biến mất ngay tức khắc. Phụt. Thời không trước mặt thời không đột nhiên tách ra, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ quét ra như núi lửa phun trào. Lúc này Thanh Khâu bỗng đâm kiếm ra. Phập. Tất cả lực lượng cổ phóng ra đều đột nhiên biến mất, giống như tuyết gặp dầu sôi. Sau một lúc, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Thanh Khâu khẽ cười, cổ cô nương, hiện giờ thư viện đang thiếu nhân lực, thời gian tới làm phiền cô nhé. Nói xong nàng ấy quay đi. Cổ im lặng một lúc rồi đi theo. Diệp Huyên lúc này chỉ thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cảm giác mình dừng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, sắc trời xám xịt, mây đen phiêu tán khắp nơi khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa, mưa cũng có màu đen. Diệp Huyên sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi rõ rệt, vì khi những giọt mưa màu đen ấy rơi vào người hắn, cơ thể hắn sẽ dần dần bị ăn mòn. Diệp Huyên kinh hãi, vội vàng đứng dậy, hắn thầm nhẩm niệm. Kiếm ý nhân gian điên cuồng tuôn ra nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, kiếm ý nhân gian cũng chẳng thể chống lại được những giọt mưa đen này, vừa chạm vào đã bị tiêu diệt.
Trong mắt Diệp Huyên toàn là vẻ không tin được, đây là mưa gì thế này? Không chỉ kiếm ý nhân gian không chống lại được, đến cổ chiến thể của hắn cũng không chống lại được. Cô nhóc Thanh Khâu đưa hắn tới đâu đây? Đúng lúc này, phía sau Diệp Huyên vang lên tiếng bước chân, hắn giật mình quay người lại, một người phụ nữ mặc váy trắng đứng trước mặt hắn, nàng ta có dáng người mảnh khảnh, tóc dài tới vai, khuôn mặt như tranh vẽ, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Trên tay nàng ta cầm một chiếc ô màu tím. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên tiến lên một bước, Diệp Huyên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, mùi hương này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người phụ nữ đột nhiên di chuyển chiếc ô đến bên cạnh Diệp Huyên, vừa vặn che được cho hắn, vì thế hai người dùng chung một chiếc ô. Diệp Huyên nhìn nàng ta rồi hỏi, cô nương là? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, có biết nơi này là đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Người phụ nữ nói, u giới. Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn chưa nghe tới nơi này bao giờ. Người phụ nữ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, bên ngoài chiếc ô này là mưa tử vong, cho dù là cường giả trật tự cảnh cũng không dám ở ngoài quá lâu. Mưa tử vong. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn mới phát hiện lúc này mình đang ở hoang nguyên, xung quanh là vô tận, không nhìn thấy tận cùng. Người phụ nữ lại hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, trả lời, được đưa tới. Người phụ nữ im lặng giây lát, đi theo ta cho ngươi đi nhờ một đoạn. Diệp Huyên gật đầu, được, được. Người phụ nữ đi về phía xa, Diệp Huyên nhanh chóng theo sau. Diệp Huyên quay đầu nhìn nàng ta, cô nương tên gì? Người phụ nữ đáp, Vân Kỳ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Vân Kỳ cô nương, nơi này có nguy hiểm không? Vân Kỳ nhìn hắn, ngươi thấy sao? Diệp Huyên im lặng. Bây giờ hắn cảm thấy nơi này khá nguy hiểm. Thứ nhất là cổ chiến thể không chống đã được, điều này khiến hắn hơi hoảng. Vân Kỳ lên tiếng, thân thể của ngươi rất tốt, không ngờ có thể chống đỡ được mưa tử vong lâu như vậy. Diệp Huyên cười bảo, là cổ chiến thể. Vân Kỳ nói, ta chưa nghe bao giờ, nhưng rất lợi hại. Diệp Huyên cười, đang định nói thì lúc này mưa đã tạnh. Vân Kỳ cất ô đi, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên vội nói, cảm ơn cô nương. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, người cảm ơn người khác đều bằng lời chứ không phải hành động à. Diệp Huyên sững sờ. Vân Kỳ lại nói, ta cho ngươi đi nhờ một đoạn, ngươi cho ta chút lợi ích có phải là quá đáng không? Nói rồi nàng ta duỗi tay phải ra. Diệp Huyên im lặng. Sơ ý rồi. Đòi tiền. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó suy nghĩ rồi cười hỏi, Vân Kỳ cô nương muốn gì? Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, người có đạo tinh không? Diệp Huyên im lặng, đương nhiên hắn có, hơn nữa còn không ít. Vân Kỳ đột nhiên nói, người có. Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn bao nhiêu? Vân Kỳ suy nghĩ rồi giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, 1 triệu. Nghe vậy mí mắt Vân Kỳ hơi giật giật, nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên bình tĩnh nói, người có nhiều vậy à? Nghe Vân Kỳ hỏi vậy, Diệp Huyên lập tức sầm mặt, hắn biết mình nói nhiều rồi. Hay! Lại sơ ý rồi. Diệp Huyên gác lại mọi suy nghĩ, nếu là 1 triệu thì chắc chắn là ta không có. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, vậy đưa cho ta 100.000 đi, ngươi có đúng không? 100.000. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên khó xử. Vân Kỳ nghiêm túc nói, ta đã cứu ngươi, ơn cứu mạng nên báo đáp bằng cả tấm lòng. Người nói có đúng không? Diệp Huyên thở dài, thôi được rồi. Nói rồi hắn xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Vân Kỳ. Trong nhẫn chứa đồ vừa đủ 100.000 đạo tinh. Vân Kỳ gật đầu, nhìn Diệp Huyên nói cảm ơn. Nói xong nàng ta cất nhẫn đi, quay người đi về phía xa. Thấy vậy Diệp Huyên vội vàng đi theo. Thấy Diệp Huyên đi theo, Vân Kỳ quay đầu nhìn hắn, bây giờ không mưa. Người rất an toàn. Diệp Huyên cười bảo, ta biết, ta có vài chuyện muốn hỏi cô. Vân Kỳ gật đầu, người muốn biết về u giới. Diệp Huyên gật đầu. Hắn rất tò mò về nơi này, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết Thanh Khâu cũng không biết nơi này, chắc chắn Thanh Khâu chỉ ngẫu nhiên đưa hắn tới đây thôi. Vân Kỳ nói, u giới là một thế giới rất đặc biệt, ở đây đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa.
Lần đó có 6 cường giả tuyệt thế dẫn theo hàng trăm cường giả trật tự cảnh siêu cấp chiến đấu với thiên đạo đứng đầu đạo môn, trận chiến ấy khiến cho vũ trụ này sụp đổ. Sau khi vũ trụ này sụp đổ, quay vô số năm dưới sự phục hồi của đạo tắc, vũ trụ này từ từ khôi phục, nhưng không thể khôi phục hoàn toàn, sau đó trở thành u giới hiện tại. Mà mưa tử vong màu đen là tàn dư của một cường giả tuyệt thế năm đó, ngày nào cũng sẽ mưa một lần, cho dù là cường giả trật tự cảnh cũng khó có thể chịu đựng được độ ăn mòn của nó. 6 cường giả tuyệt thế chiến đấu với thiên đạo. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bọn họ không sợ chủ nhân bút đại đạo à? Vân Kỳ khẽ nói, nếu sợ thì đã không đánh nhau với đạo môn. Nói rồi nàng ta lắc đầu, là một đám người có lý tưởng. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ, trận chiến đó, thiên đạo kia chết à? Vân Kỳ gật đầu, bị đánh vào quy khư chi địa, vậy nên cũng coi như chưa chết. Dù sao quy khư chi địa cũng là nơi chủ nhân bút đại đạo quản lý, mà những cường giả khác thì đã thật sự chết rồi. Diệp Huyên im lặng. 6 cường giả tuyệt thế. Đây chắc chắn là cường giả trên trật tự cảnh, mà ngoài ra còn có hàng trăm cường giả trật tự cảnh siêu cấp nữa. Cả vũ trụ tứ phương có lẽ cũng chỉ có 6-7 cường giả trật tự cảnh thôi, nhưng nơi này đã từng có hàng trăm người. Diệp Huyên thầm thở dài. Thế giới rộng lớn. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên hỏi, người được người khác đưa tới à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vân Kỳ nói, hiện giờ ngươi là thiện ác cảnh, cảnh giới hơi thấp, không dễ sống ở nơi này đâu. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ, vậy cô ở cảnh giới nào? Vân Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp, trật tự cảnh đi. Trật tự cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ, giọng điệu này thản nhiên quá. Không phải người phụ nữ này trên trật tự cảnh đấy chứ? Vân Kỳ lại nói, nếu ngươi muốn đi theo ta lâu dài thì có lẽ phải trả tiền đấy, bởi lại sắp mưa rồi. Sắc mặt Diệp Huyên nhất thời tối sầm. Vân Kỳ nói tiếp, không chỉ vậy, với ngươi mà nói, nơi này còn rất nguy hiểm. Vậy nên, nếu ngươi không muốn đưa tiền thì ta cũng không ép buộc, chỉ là chúng ta sẽ phải chia nhau ra và đi. Dù sao ta cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ ngươi, ngươi nói có đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi xòe tay. Một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt Vân Kỳ, bên trong là 100.000 đạo tinh. Vân Kỳ cất đi, ngươi thật giàu có. Diệp Huyên. Vân Kỳ tiếp tục nói, nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Bởi vì sau trận chiến năm xưa, rất nhiều trật tự cảnh và 6 cường giả thiên vị cảnh đều ngã xuống ở đây, bọn họ không chỉ có tài vật mà còn có truyền thừa, đây là một cơ hội tuyệt vời đấy. Diệp Huyên hỏi ngay, thiên vị cảnh. Vân Kỳ gật đầu, trên trật tự cảnh là thiên vị cảnh, rất lợi hại. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi hỏi, tại sao lại chỉ có 2 chúng ta ở bình nguyên này vậy? Vân Kỳ trả lời, đây là bình nguyên chết chóc, có mưa tử vong nên mọi người đều không tới đây. Khi nói nàng ta nhìn Diệp Huyên mỉm cười, ta được người khác đưa tới. Vân Kỳ nhìn về phương xa, chúng ta đi bộ chừng một canh giờ là sẽ có thể rời khỏi nơi này. Diệp Huyên nhíu mày, không được bay à? Vân Kỳ lắc đầu, bay ở đây quá thu hút sự chú ý, rất nguy hiểm, nhất là vùng bình nguyên này. Nói rồi nàng ta chỉ tay lên trời, ngươi nhìn xem. Diệp Huyên ngẩng lên thì thấy bầu trời răng đầy mây đen, cực kỳ ngột ngạt. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, những đám mây đen này là sao? Vân Kỳ đáp, trong nó có sức mạnh đáng sợ lưu lại sau trận đại chiến năm đó, là của một vị thiên vị cảnh. Còn có cả của thiên đạo kia nữa. Nếu ngươi bay sẽ hấp dẫn sự tấn công của sức mạnh này. Diệp Huyên nhìn lên trời khẽ nói, đã qua đời bao nhiêu năm rồi mà sức mạnh của họ vẫn mạnh như thế, thật lợi hại. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ cô nương định đi đâu vậy? Vân Kỳ nhìn nơi xa, núi lâm giới. Nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, ngươi cũng định đi à? Diệp Huyên chần chừ vài giây rồi đáp, vậy ta đi theo cô đi. Tuy hắn tới đây để trải nghiệm, nhưng trải nghiệm không có nghĩa là tung hoành ngang dọc. Quan trọng nhất là phải làm rõ được nơi này trước đã. Trải nghiệm cũng phải có não mới được. Lúc này trời đột nhiên đổ cơn mưa tử vong. Vân Kỳ mở ô ra, Diệp Huyên nhanh chóng đứng cùng nàng ta, hắn cũng khá sợ cơn mưa này, cổ chiến thể cũng không thể chống đỡ được. Cứ thế.
hai người tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên phá vỡ sự im lặng, Vân Kỳ cô nương tới núi Lâm Giới làm gì vậy? Vân Kỳ đáp, tới xem có bảo bối gì không? Diệp Huyên cười, hóa ra Vân Kỳ cô nương tới để tìm cơ duyên. Vân Kỳ gật đầu, đúng thế, dạo này hơi nghèo. Diệp Huyên. Vân Kỳ nhìn về nơi xa, ở cuối tầm nhìn có một ngọn núi này ở tại Bình Nguyên, xung quanh không có gì hết. Diệp Huyên nhìn ngọn núi đó, núi Lâm Giới. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, người tới đây tìm cơ duyên nhiều không? Vân Kỳ nói, rất nhiều. Người nghĩ xem, 6 cường giả thiên vị cảnh, hơn 100 cường giả trật tự cảnh siêu cấp, nhiều cao thủ ngã xuống tại đây như thế, chỉ cần có được di sản của một người là cả đời không cần lo lắng gì nữa. Vậy nên tuy nơi này rất nguy hiểm nhưng rất nhiều người vẫn sẽ tới đây khám phá tìm cơ duyên, xem có thể giàu sau một đêm hay không. Nói tới đây. Nàng ta dừng một chút lại nói, còn có một số người tới đây để cướp đoạt của những người tìm cơ duyên nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên cười bảo, người giàu như vậy, ở nơi đây rất nguy hiểm. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta cũng không giàu lắm. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, người biết đạo tinh quý giá như thế nào không? Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ mỉm cười, không nói gì nữa. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ, hắn biết mình bị lộ cái dầu rồi. Diệp Huyên thầm thở dài, chết tiệt, hắn cũng không ngờ pháp thần lại giàu có đến thế, 100 triệu đạo tinh. Sao lại tham lam thế chứ? Hắn cũng muốn học theo. Đúng lúc này, cơn mưa tử vong lại dừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời hỏi, có ai đi lên nhìn những đám mây đen đó chưa? Nghe vậy, Vân Kỳ ngẩn ra. Mây đen. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nghĩ chắc chưa có ai vào xem đúng không? Vân Kỳ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, vậy nên liệu trong đó có truyền thừa của cường giả thiên vị cảnh không? Thậm chí là của thiên đạo kia thì sao? Vân Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói, điều ngươi nói này cũng không phải không có khả năng, nhưng nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười, nơi nguy hiểm nhất mới có khả năng có đồ tốt nhất. Vân Kỳ gật đầu, phân tích của ngươi rất có lý, chỉ là, ngươi có đi không? Diệp Huyên chớp mắt, cô không đi à? Vân Kỳ suy nghĩ rồi bảo, cùng đi nhé. Diệp Huyên nói, được. Vân Kỳ gật đầu, đi. Nói rồi nàng ta bay lên, Diệp Huyên cũng mau chóng đuổi theo. Sau khi tới gần đám mây đen, vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên nặng nề. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Vân Kỳ, trông nàng ta rất bình tĩnh. Diệp Huyên lên tiếng, nếu phát hiện ra nơi đó thật sự có truyền thừa và bảo vật của cường giả thiên vị cảnh thì cô sẽ làm thế nào? Vân Kỳ đáp, còn có thể làm thế nào nữa? Đương nhiên là lấy đi rồi. Diệp Huyên cười, ý ta là nếu thật sự có truyền thừa và bảo vật thì cô có chia cho ta không? Vân Kỳ suy nghĩ rồi đáp, người sợ ta giết người sau đó độc chiếm bảo vật à? Diệp Huyên gật đầu, đúng là ta lo lắng điều này, nhưng ta cảm thấy cô không phải người như vậy. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, ta có một ý này, người muốn nghe không? Diệp Huyên tò mò hỏi, cô nói đi. Vân Kỳ nghiêm túc nói, nếu ở đây thật sự có truyền thừa và bảo vật, để công bằng, chúng ta đánh một trận đi, ai thắng thì mang bảo bối đi. Đương nhiên để không ảnh hưởng tới hòa khí, chúng ta đánh tới một mức độ thôi, không tới mức ngươi chết ta sống. Ngươi thấy thế nào? Đánh một trận. Diệp Huyên không nói gì nữa. Diệp Huyên bỗng thấy có chút không biết nói gì, nếu đánh nhau, hắn chắc chắn không đánh lại người phụ nữ trước mắt này, nàng ta rõ ràng biết hắn không đánh lại mà còn đưa ra điều kiện như vậy. Đúng là không có võ đức. Diệp Huyên nói, Vân Kỳ cô nương, nếu có thần vật hay truyền thừa gì thì cô lấy hết, ta không cần. Vân Kỳ chớp mắt, thật à? Diệp Huyên gật đầu, thật. Vân Kỳ cười nói, được. Nói xong, nàng ta đi lên trên, đúng lúc này, đám mây đen kia đột nhiên bốc lên, một khắc sau, một cột mưa đen kịt tuôn thẳng xuống phía dưới. Sức mạnh lớn đến mức khiến bốn phía trở nên vặn vẹo. Nhìn thấy cỗ sức mạnh kinh khủng này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên mở ô ra, sau đó để mặc luồng sức mạnh kia dội thẳng lên mặt ô.
chiếc ô rung lên kịch liệt, sau đó dưới ánh nhìn kinh ngạc của Diệp Huyên, cột mưa đen kịt kia lập tức tan biến. Bị chặn ngang lại toàn bộ. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn nhìn chiếc ô trong tay Vân Kỳ, sau đó nói, Vân Kỳ cô nương, ô đó là gì vậy? Vân Kỳ cười nói, ô đại đạo, lợi hại không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là rất lợi hại. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, người có thần vật nào mạnh không? Diệp Huyên ngây cả người, sau đó cười nói, không có. Vân Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không cần sợ, ta là một người có nguyên tắc, bình thường sẽ không làm mấy chuyện như ăn cướp ăn giật đâu. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, khi nào mới là tình huống không bình thường. Vân Kỳ nghiêm túc nói, khi nghèo rất mồng tơi. Diệp Huyên cạn lời. Vân Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Nói rồi, nàng ta lại đi về phía đám mây đen cách trước mặt không xa kia. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ một lúc rồi cũng đi theo, chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước đám mây đen, bên trong đám mây này có chứa một mạch nước cuồn cuộn. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, hình như không có. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, cô chờ chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 235.